im lặng thôi. Và cô một người cô phải là người tiên phong, cô thắc mắc là phải tư lên ra mạnh dạn đưa tay lên đến cô tử và thấy họ bắt trước theo, chứ cô ngồi đó cô không dám ho hé gì hết. Ta thấy cô sợ thấm sợ theo sao rồi ấy là hết. Còn mình tiếp tục buổi sáng mình đang phơi phổ từ người niệm Phật lại để tìm tiếng mình kêu tiếp một hướng. Rồi buổi sáng mình giảng đến về đặt trong đoạn kinh nữa xong rồi thì bắt đầu mới cho phát ra cái 12 đại thọ và 3 đại nguyện. Đây là Phật bấm đặt cầm hả? Mô Phật nào ha, phải đọc nha. Phải vui vậy mà cái mấy cô còn không nghe nè, không vui là chắc mấy cô đi hết. Rồi, Mô Phật. Hồi sáng phải đọc đến bây giờ coi, đọc tiếp để coi tháng mạng quân nhân. Tiếp tục. Hồi nãy là có chữ mở với cả có chữ là dạ. Và là thắc mắc cũng nhớ với là thế Phật hiện lên không tung phải không, phóng hào quang rực rỡ đúng không? Nè bây giờ chú ý đây nè, chú ý đây nè, đây nè, nhìn đây nè, đừng có nói chuyện nhanh nữa nhé. Nhìn đây nè, thì Đức Phật hiện ra phóng hào quang rực rỡ thì bà mới về cung nhân đó, tức là cung nữ rồi đó, mới quỳ xuống và là tán thán công đức Phật. Đức Phật mới thọ ký được là phổ quang. Nên phổ quang tức là trí tuệ, mà cái phổ quang đó tức là ánh sáng phổ chiếu tất cả khắp nơi. Thì nếu mà nói theo mà ý nghĩa thông thường bây giờ đó, tức là vô lượng quang phổ mà chiếu khắp hết nơi là chỗ nào cũng có phát ánh sáng, phải không? Tức là vô lượng quang, tức là cái quang là trí tuệ, tức là trí tuệ với chư Phật đồng nhau là chiếu khắp nơi, hiểu không? Thành ra đó là cũng gọi là cùng tên với Đức A Di Đà, tức là A Di Đà là vô lượng quang, thì đây cũng là vô lượng quang. Đó chứng tỏ là cái đức trí tuệ của đức của phu nhân này là vô lượng vô biên, không thể so sánh được. Rồi bây giờ thầy mới đọc tiếp, bây giờ nghe và phân mang. Bây giờ phân mang sau khi nghe thọ ký, từ thường ví dụ như để bây giờ có thể phu nhân thắng mang đó nó dài dòng, nó phải bỏ cái chữ phu nhân đi, thế là bây giờ thắng mang sau khi nghe thọ ký rằng cung kính đứng dậy xin tiếp thọ nguồn đại nguyện. Tại sao đường nãy quỳ xuống và đứng dậy à? Hỏi coi ai hiểu ý nghĩa này, hồi nãy đang quỳ xuống phải không, đúng không? Mình đánh để đứng bảo bây giờ tự nhiên sao bây giờ đứng dậy sao vậy? Không hiểu hả? Trời ơi, cái này ý nghĩa khủng khiếp. Đứng dậy lên sóc vác, đứng lên gánh vác. Gánh phải đứng dậy chứ. Gánh vác sự nghiệp của Chư Lai phải đứng dậy, phải không? Mình đi gánh cần, mình đi gánh con đón cái gánh, mình đứng dậy, mình bị dưới đất, mình quánh. Cái này đứng chính là sao? Dõng dạc. Dõng dạc đứng lên không hề sợ hãi. Uy nghi, uy nghiêm. Tướng đại trụ phu nè, nói chứ phải rụt rè nhút nhát gì trời ơi, Phở là sao là Bồ Tát được, thấy chưa? Thấy cái cung cách không? Lộ trong cái cung cách này biết người này phải đồng thường nè. Số 1, Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, tức là vô thượng Bồ Đề đó, đối với những giới đã thọ, tức là giới nào con thọ đó, tức là giới Bồ Tát con sẽ thọ bao giờ nè, con sẽ không bao giờ khởi tâm vi vọng, khởi tâm còn không khởi nữa, huống hồ là vọng thiệt, đúng không? Rồi số 1 là một thứ nhất đại thọ rồi, tức là đối với bất cứ cái giới gì con đã thọ, hoặc là con sẽ thọ, hoặc là con đang thọ, con sẽ không bao giờ khởi cái tâm vi phạm. Thứ hai, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với các bậc tôn trưởng, con sẽ không bao giờ khởi tâm kiêu mạn. Và cái này mới là mình thấy thế này. Thế tại sao vậy? Nếu mình ở trong
ngươi kêu mạng lên với bậc tôn trưởng thì mình sẽ không bị học được pháp đó. Cho nên tại sao mà khi quý vị bước vào trong chùa đó, là trước tiên, đầu tiên là phải tâm cung kính mới được. Không cần biết ông thầy lúc đó là sao, ông làm gì ông làm, mà khi mà bước vào chùa rồi, thì thầy là đại diện cho Phật. Cái này trụ trì này, trụ Phật trụ ở đây là vì có thầy trụ thì mới Phật mới trụ được. Chứ ví dụ như có vô chùa Hoang không? Vô chùa Hoang nó cái sinh khí này để mà mình khởi tâm cung kính được. Thì cái việc trụ trì là vì rất quan trọng ở đây. Trụ và trì nữa, trì có thể duy trì cho chính pháp được trường tồn. Chứ phải trì thì bấm cái chặt cái cổ, thì giữ chặt cái cổ lại hai bữa rồi. Bữa nay đóng như xây viên gạch này, mai xây cái điện kia cũng xây điện, có phải là trụ trì, tức là nhân công. Thế ví dụ nó vô mà cứ tối ngày cứ xây chùa làm biếu là nhân công, nhưng mà trụ trì. Trụ trì lại là sao? Trụ ở chỗ đó và giữ cho chánh pháp được trường tồn ở chỗ đó. Trụ trì. Cho nên cái người mà bước người học Phật đó là đầu tiên trong đời, trong cái đầu tiên là cái này tự tự mình cung kính đó. Thấy không? Thế là xe cung kính Phật, Pháp và Tăng. Thấy không? Nhiều người nói, ồ, tôi cung kính Phật, Pháp mà Tăng biết phải ra gì? Ồ, Phật. Sao biết không ra gì? Là sau cái đêm ấy không ra gì? Tôi thấy được không? Quý vị ông không ra gì còn bị ra sao? Khi mình thấy nó không ra gì thì là mình coi chừng cũng không ra gì. Tại vì khi sao vậy? Con mắt mình đã phiền não rồi đó. Thì con mình phiền não thì con mắt mình phiền não được. Chứ còn quý vị mà con mắt thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thấy Phật không à? Không cần gì tức lãng, nó thấy rõ ràng Phật. Đấy là thí dụ như, ô, mô Phật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Phật ở đây, thầy thí dụ vậy. Đúng không? Nhưng mà thầy chưa không có mắt đó. Nhưng mà giả sử như đã chứng được tâm thanh tịnh rồi thì quý vị cũng đâu Phật không. Tại sao vậy? Phật không? Có phải thiệt Phật không? Thiệt. Phật vĩ đại. Tại sao không phải? Ủa thì nhưng như vậy nói Nam mô thường trụ thập phương Tam Thế Phật. Tam Thế Phật là ai? Quá khứ Phật phải không? Hiện tại Phật phải không? Vĩ đại Phật là ai? Ở đâu? Tế gì tế nữa? Vĩ đại Phật nè. Tại sao mình coi thường không ẩn của mình? Đó là cung kính Phật là cung kính tất cả chư Phật. Chứ không thấy thế cho nên bằng trời thì lại mà nhìn thấy bên kia thì trề mô thí dụ như Phật. Dám khinh Phật sao? Nó Phật có chừng đó. Họ báo lớn lắm đó. Nhất là có việc mà đau họ vào tâm giới rồi đó. Để vì cái khán ráng kính động. Rồi. Thứ ba, Bạch Thế Tôn kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với các tất cả chúng sinh, con sẽ không bao giờ khởi tâm sân hận. Cái điều thứ tư thứ hai là sân hận. Người nào mà sân hận người đó phải Bồ Tát phải tham, nhưng mà các Phật đừng bao giờ sân. Sân là mất khách hàng để tất cả họ bỏ mình, cái là mình muốn độ họ chạy theo không kịp, nguy hiểm vô cùng. Chẳng tại sao cái điều tâm sân trước khi mình muốn là đang học của các thầy hồi xưa rồi đùng đó, nhưng mà giờ thì đã là việc bớt rồi, hiểu không? Giờ cười nhiều hơn nha, hiểu không? Hiểu không? Thành ra không bao giờ khởi tâm sân hận. Thứ nhất là cứu mạng, sân hận, hai cái rồi nha. Nói về nhớ chưa, thứ nhất là không bao giờ sân cứu mạng, thứ hai là sân hận, thứ ba. Bạch Đức Thế Tôn kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với cái này quan trọng, cái này lớn nhất là bạn là mấy phụ nữ, đối với dung nhan và những tài vật của người khác, con sẽ không bao giờ khởi tâm ganh tị. Sao? Nó mô Phật, chào, kính chào Phật Quỳ Lai rồi. Rồi, thì bây giờ nè, đối với dung nhan là sắc đẹp á, và tài sản của người khác, con sẽ không bao giờ có tâm ganh tị. Bà này thấy bà kia đẹp hơn mình, bắt đầu chắc lưỡi, bắt đầu có nói chuyện mà.
Thấy không? Mình là vậy đó ha. Ai mà hơn mình cái gì đó, đó là một cái trong canh tỷ. Chứ mình bởi vì cho nên tại sao mà thập phổ hiền thập nguyện đó là phải tùy hỷ công đức đúng không? Thứ tư đệ là thứ nhất là gì? Lễ kính chư vợ, thứ hai xưng tán như lai, thứ ba là tòng không, thứ ba là gì? Quán tu cúng dường không? Có phải? Không phải, thứ ba là sống không nghiệp chướng, thứ tư là quán tu cúng dường không? Hay ngược lại? Thầy cũng quên. Thứ năm nó là tùy hỷ công đức. À đúng rồi, thôi cái đó rồi, cái thuộc bà xuống. Nhưng mà thuộc bà phải nhớ phải làm ấy nha. Dạ. Tình như sao vậy? Mình tại sao biết không? Nhưng mà đời cũng vậy, học là phải hành. Học là phải hành, anh nói không? Tôi đi học hành, nhưng mà tôi đi học không? Học hành, gọi là học tập. Học là phải tập. Học xưa mình phải học tập. À, dạ. Anh Khổng Tử nói. Học như thời tập chi, bất diệt khoái hồ, hiểu gì không? Hiểu gì không? Tức là khi mà học rồi đó, khi học xong là tập liền cái khác, thì là rất là vui vẻ, khoái là khoái lạc, là rất là sung sướng. Nếu mà tôi học rồi mà tôi tập được cái đó đó, thì tôi rất là sung sướng. Hiểu không? Rồi hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt địa hồ. Tức là có người bạn từ xa đến ngàn dặm đến thăm, không có nhiều hơn sao? Phải không? Thành ra học là phải tập. Là nó mình giả sử mình học mà mình không tập đó thì giống như con két vậy đó. À, nó nói mình không hiểu gì hết. Thành ra mình thả tập, mình phải học. Ok. Rồi, thứ ba, hồi nãy giờ bà Bồ Tát có ba cái đặc tính này nè. Không cứ mạng, không sân hởn, bây giờ là không có canh tị. Và nào, xin lỗi. Cái gì nào mà không còn canh tị đó thì xét xét lại mình coi không? Rồi bây giờ thứ tư, thứ năm. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với các pháp trong và ngoài, con sẽ không bao giờ khởi tâm keo kiệt. À, cái này là cái này quan trọng vô cùng. Bố thí ba la mật. Nếu một vị không mà đi chùa không biết bố thí đó không? Và rút ra được cái rút nào rút vô. Thấy không? Nó sao nó kéo vậy, nó có bị cái gì dính nha. Kéo vậy đó, kéo hoài cũng ra. Thì cái đó phải xét lại. Nó tại sao? Tại sao mà lúc đổ ba la mật đó là phải bố thí hàng đầu. Bố thí để mà trì giới. Thấy không? Quý vị mà không bố thí được đó thì quý vị không có làm Bồ Tát được. Không phải là Đức Phật đặt ra điểm gì cũng dừng cho chùa, không phải vậy. Cái đó là bố thí là cái một cái cái đầu nãy thầy nói đó, chỉ có con người mới biết của xã, con thú nó không biết xã. Con thú con nó có gì nó chụp cho nó ăn riêng của nó chỉ làm cho nó no bụng thôi, nó không cần biết ai hết, đúng không? Con nó hay vợ nó mà tới mà nó quấn chết thì thường nếu mà nó giật được ăn của nó, thấy không? Ở đó con người nó hay hơn, nó là tiến bộ hơn con vật, cái nằm cái tâm xã. Cho nên cái thực nó là trong mà lục độ đó, bố thí ba la mật là đầu tiên, mà trong tứ nhiếp pháp đó bố thí là được từ hàng đầu. Có bố thí rồi thì mới thôi với chúng sanh được với mình. Đấy không? Còn mình nói gì mà nói mà không có xả được đó là mình cũng là không có là tội lắm. Thành ra các thầy nó tại sao mà ham thích đi thuyết pháp là vậy, không phải là bởi vì được con tử cung kính cũng dường mà bởi vì muốn là cơ hội đi. Thứ nhất là bố thí pháp để gieo duyên với Phật. Thấy không? Đó là một niềm vui, cái niềm nó một rất là niềm an lạc và vui thú cho thầy. Các vị xuất gia mà giả sử có được cái khả năng thuyết pháp đó, rất là tốt. Thành ra tại sao thầy bị thất nghiệp cũng đông đây? Thế nhà phải bức trước vô cùng. Ăn ngủ không yên, thấy không? Nhớ gì quá mà. Tháng 7 năm ngoái đó, cái thầy thì thấy nhà cái mới buộc mấy đèn này nè. Thì mấy người phim thầy leo lên mình nhà đó. Thầy vừa thầy giảng một bộ kinh Dự Sư Giảng Ký 31 kỳ. Miễn cưỡng cười, không thấy ai cũng đáng cười quá. Tưởng tượng có người trước mặt mình cười nhưng mà cười không ra một, cười không ra. Bây giờ cười được rồi, thấy không? Em bị vui. Thầy cũng vui theo, thấy không? Đúng không? Đúng không? Chứ nhà cười cho ai? Thấy không? Rồi có Phật. Thế bây giờ không được keo kiệt, tức là phải bố thí, tập bố thí.
Cái này quan trọng lắm. Đức Phật cũng thường thường đừng nói trong cái pháp Đại Thừa, mà ngay trong pháp Thanh Văn Đức Phật cũng nói bố thí nữa. Có một trưởng giả giàu không bao giờ bố thí, không bao giờ biết bố thí. Ngay vợ con trong kinh Dự Sư cũng nói đó, nghĩa là có tiền không dám xài, giữ trong kho đó. Đức Phật đến chư tăng đến ông làm lơ, không chúng bố thí được. Có thật bữa đó phải, có thật bữa đó mới đến cái cơ hội là bây giờ phải biết dạy cho ông này cách biết bố thí. Lúc đó tới tới nhà ông không có bố thí vậy. Đức Phật cũng kêu ông bố thí. Đức Phật bây giờ tôi dặn, tôi muốn nhờ ông làm một việc này không. Bây giờ ông cầm cái đồng bạc trong tay ông, đồng bạc trong tay ông nha, bây giờ cũng giống như tưởng tượng bố thí đi không. Bây giờ ông cho qua tay trái không, tức là cái tay phải thì cho mà tay trái thì nhận. Ông chăm không được, ông làm không được, ông cho ông không cho được. Khổng rồi thôi, kêu cũng khủng khiếp vậy đi. Bởi vì khẽ mà ông nghĩ là cho đó là phải mất đi cái gì đó, mà tay này đưa tay này nhận mà ông không thấy là ông không làm được nữa. Ô Phật, cái gì thấy sao? Thầy bỏ về luôn rồi, không nói chuyện nữa. Nhưng mà Đức Phật làm được. Đức Phật hóa giáo hóa không được, làm được đại dạy nữa. Có cô sống không? Không chứng quả, làm chứng quả tôi đào hoa. Thành ra thấy Đức Phật là cái vấn đề mà do giáo dục chúng sinh rất là kiên nhẫn. Không có phải nói hai câu nó không nghe mình bỏ đi, giận dữ bỏ đi không được. Thành ra tu mà Bồ Tát hạnh đó là phải vì một chúng sinh mà có thể ở trong sinh tử vô lượng A Tăng kiếp trình độ một người thôi cũng làm. Cái việc đi xuống địa ngục thì Bồ Tát cũng đi theo, nếu mà có nguyện đổ thì. Thành ra cái người mà phải có tâm người kiên cường, kiên nhẫn, rất là quảng đại, vị tha mới làm được điều này. Nhưng mà dĩ nhiên mình sẽ làm được thôi. Bây giờ mình chưa làm được nhưng mà tập để làm được. Thấy không? Rồi. Bạch Thế Tôn, thứ 6, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu vô Bồ Đề, con sẽ không bao giờ vì riêng mình mà thọ nhận tích chứa tài vật. Nếu có thọ nhận tài vật gì đều là để thành thục các chúng sinh nghèo khổ. Nếu còn nhận cái gì của ai đó là bởi vì con là muốn cho người khác bất khổ. Đây là một vị vương phi, một bậc hoàng hậu, thấy không, tụ tiền tài của cải vô lượng. Nhưng mà khi bà nhận tiền thuế của nhân dân á, cái này có nghĩa là tiền thuế của nhân dân á, khi đóng vào trong nhà vua đó là không bao giờ phải dùng đó là cái của riêng cho bà, chứ không phải là xa xỉ ăn ăn uống nhậu nhẹt chứ mấy ông vua kiểu mà thôi nát. Tất cả con nhận như này để làm sao con lợi ích cho tất cả chúng sinh nghèo khổ trong cái xứ của con, dưới cái quyền hạn của con. Mình thấy nãy giờ mình thấy triển khai một cái người nữ nào ba người nữ rồi đó, thấy thấy có vẻ như siêu nhân rồi đó, siêu nhân rồi đó, không phải tầm thường mình tưởng nó. Tại sao vậy? Tại sao thì hiện thực nữ đi làm điều này để giảm một cái pháp lý đó, thuyết lý lập cao siêu mà dùng người nữ để làm đại biểu. Là thuyết là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tức là thai tạng. Thai tạng tức là sanh ra chư Phật và chúng sanh. Mà chỉ có người nữ mới là cái công năng là đẻ ra, sinh ra, phải lấy được nữ làm đại biểu. Mẫu là gì? Chữ mẫu trong tiếng Hán đó, mẫu tức là sanh. Người bộ phụ không sanh được, mẫu mới sanh. Thành ra cái công năng của người nữ rất là mạnh trong đây. Thành ra bây giờ phải dùng một kinh lớn này, phải dùng một người nữ để đại biểu như vậy. Thấy không? Thì chính là khi mà cái người trong thầy đọc cái cuốn mà The Power of Now của ông Eckhart Tolle là một cái người Anh đó. Ông là một cái người mà cái là một cái vị đạo sư về tinh thần hiện nay đó. Ông có tổng chung cái kinh nghiệm của ông là người ngộ thiền đó, ông cũng như là một cái người đã đắc thiền rồi đó. Thì ông rất là quan tâm đến người nữ. Bởi vì ông biết là cái người nữ đó có hai cái, nam và nữ. Thì người nữ là tượng trưng cho căn bổn trí, cái người nam là phương tiện trí. Mà cái thể đặt căn bổn trí trước thì mới có phương tiện trí.
tức là cái trí tuệ căn bản của mình á, có được cái đó rồi mới sinh được phương tiện trí được, thì có người nữ rồi mới có người nam được. Thành ra cái mẫu tức là sanh, công năng là sanh. Nên là tại sao dùng cái người nữ này để nói về thai tạng, cái là sanh ra chúng sinh và chư Phật. Và cái người, cái nền, cái người mà tu Bồ Tát hạnh kiểu này đó là cái là mẹ của chư Phật, nó mình cha của chư Phật, thấy không? Mẹ tức là sanh, sanh ra chư Phật là mẹ, là pháp mẫu sanh ra các pháp. Chẳng hạn tại sao khi đọc cái bộ kinh này thì rất là cảm động, mà thầy nhiều đó thầy thấy quá kinh sợ những cái trí tuệ khủng khiếp của những cái người mà đàn bà như vậy, thấy không? Mình nó có thể ở thánh nhân thể hiện, nhưng mà tại sao thời đại đó không thể nhân thông thể hiện là đàn ông mà thùng thể hiện là người nữ để giảng bộ kinh này, là bởi vì kinh này nói về thai tạng, tức là nói về cái như lai tạng sinh là chư Phật chúng sinh, thấy không? Rồi tức là tất cả những cái gì con nhận được đó của nhân dân hay của bất cứ chúng sinh nào đều là để thành thục. Đó thành thục tức là sao? Thành tựu các chúng sinh nghèo khổ. Tại sao đây đối diện cái người nghèo khổ này là cái gì? Người nghèo khổ, nghèo về tài sản và nghèo về chánh pháp, chứ phải nghèo là nghèo bằng tiền bạc không. Mà những người nào mà giàu có mà không biết chánh pháp, người đó là người nghèo khổ vô cùng. Bởi vì tại sao vậy? Đời sau họ hưởng hết phước, họ sẽ đọa thôi à. Họ không còn pháp gì, không có cái gì tài sản nào, cái gì để mà giữ lại để họ tiếp tục làm theo người nữa. Là đó là những người nghèo khổ. Nhưng mà giả sử mình nghèo, mình nghe được chánh pháp, mình là người giàu có. Mà đang nghèo nhằn nhằn, nghèo và giàu ở đây không có nói là tiền bạc, mà nói về chánh pháp. Thế nên phải nghe pháp nhiều thì mới thành giàu có được. Mà thật sự là giàu có, sau này giàu có cũng có thể thành vừa có tài sản và vừa có trí tuệ. Thứ bảy, Bạch Thế Tôn kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ vì riêng mình mà thực hành bốn nhiếp pháp, mà vì tất cả chúng sanh. Bốn nhiếp pháp hồi nãy thầy nói, thứ nhất là bố thí nhiếp, thứ hai là ái niệm nhiếp, thứ ba là lợi hành nhiếp, thứ tư là cái gì, đồng sự nhiếp. Thì bây giờ thí dụ mình nói ở ngoài đời có những ông chủ không, rất là tử tế, họ có thể có dễ như chăm sóc, họ có dễ như đối với công nhân rất là tốt, thấy không? Hay là những người lãnh đạo họ dùng những sách đó, nhưng mà thì họ thế à, họ làm như vậy thế chứ xem cái người đó đắc lực hơn, làm việc nhiều hơn, siêng năng hơn để làm lợi tích cho họ nhiều hơn, chứ không phải là vô vị lợi. Nếu cái người đó mà đời không ăn nhầm những cái công ty của họ, không ăn nhầm với cái vấn đề mà phát triển tài sản của họ, họ không quan tâm, thì cái người đó cũng hành có dễ như cái nhiếp pháp vậy đó, họ cũng sẽ thân thiện, cũng dễ tới tôi được, dỗ dỗ về mình này nọ, thấy không? Chăm sóc mình, nhưng mà thật sự bởi vì họ muốn cái lợi cho họ, thành ra cái đó họ làm cho họ, không phải làm cho tất cả chúng sinh. Còn cái vị này nè, thì thế là bà làm tứ nhiếp pháp là bởi vì chúng sinh, không phải vì cho mình. Thành ra bây giờ sau này nếu bà phóng ma hoặc thụ phổ biến pháp môn đại thừa này là vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải đặt cái hồ cho quyền muốn là chứng sinh cung kính trung thành với mình, là củng cố quyền vị quyền hoàng hậu đế vương của mình tích vững chãi, không phải vậy. Không phải dùng nhân dân như một cái mà cái con cờ để làm cái lợi ích cho mình, thì cái tâm đó mới là tâm Bồ Tát. Cho nên khi mình bố thí một cái gì hay làm với chúng sinh đó mà mình còn nghĩ đến lợi ích cho mình đó, thì cái đó chưa phải là bố, không phải là nghĩa pháp rồi, thấy không? Cho nên cái người Bồ Tát họ khác cái người phàm phu, là cái chỗ họ không có nghĩ đến họ khi họ làm bất cứ công hạnh cho chúng sinh. Còn mình cái cầu phúc đó trời người, còn cầu cái là mất hạnh phúc này nọ thì cũng được đi, tốt hơn còn hơn, tốt hơn là đi làm ác, nhưng mà nó vẫn chưa hoàn hảo thì thôi. Rồi sao, làm cách nào? Con sẽ dùng tâm không ái nhiễm. Ái nhiễm tức là sao? Thương thì làm nhiều chút, ghét thì làm ít một chút, ví dụ vậy. Còn thân phân biệt thân thù nọ là ái nhiễm. Không nhàm chán tức là làm được ba hồi bắt đầu bắt nhàm, ôi trời ơi làm mệt quá trời, thấy mấy người nó lì quá độ hoài không xong, rồi bỏ cuộc phải không? Thôi để tôi làm A La Hán, tôi vô Niết Bàn thì nó sung sướng hơn. Hay tôi về cực lạc,
cái nào người nào xin lỗi thầy xin lỗi, thầy hồi xưa thầy tu tịnh độ, cái người nào mà chỉ vì sung sướng cho chính mình á mà cầu sanh tịnh độ đó, bảo đảm không giảng sanh nha, không giảng sanh. Cái người nào mà giống như Phật A Di Đà đó, vì giảng sanh cực lạc tới thật sự về lợi ích cho chúng sinh, vì muốn độ chúng sinh mà không có đủ năng lực, muốn gì đó để học Phật để làm thật sự, người đó có cơ hội. Mà muốn như vậy đó, cái tâm đó là tâm Bồ Đề. Thành ra cái điều kiện căn bản nhất để mà trở thành một Phật tử Đại Thừa là muốn làm Bồ Tát là phải có tâm Bồ Đề. Mà tâm Bồ Đề từ đâu mà ra? Là từ tâm bi mà ra, cái lòng thương xót chúng sinh mà ra. Thành ra quý vị đừng có coi thường tình cảm. Bên Thánh Văn Thừa đó, tức là bên Thượng Tọa Bộ đó, vẫn nó chặt nghe, chặt hết là cái tình cảm liên lụy thế gian này, nó đó là cái tốt buộc cho sinh tử, cứ chặt hết thì tôi đi, cái đó là chuyện của họ. Bồ Tát không có làm gì đó. Bồ Tát luôn luôn dùng tâm bi, luôn luôn thương chúng sanh để mà làm việc sạch sẽ. Tôi có thể ở trong sinh tử nhưng mà tôi nguyện là khi tôi trong sinh tử tôi làm được chúng sinh, cái là tâm Bồ Tát. Mình cũng sợ sinh tử vậy, nhưng mà mình còn thương người chúng sinh khác còn nhiều hơn mình nữa. Là tôi ở trong chúng sinh, ở trong cái sinh tử này để vì chúng sinh mà làm việc. Cái đó là tâm Bồ Tát. Thấy không? Tâm không sợ hãi. Không sợ hãi. Thấy không? Đứng ra rỗng dũng vậy. Ngồi trong đó phía sau mới nói, khi nào mà làm cách nào, tôi sẵn sàng dùng cái ngọt ngào để tôi đem nó hòa về. Nhưng mà nếu thằng nói lì quá, giới quyền lực của tôi là một quân phi, là một hoàng hậu, tôi sẽ dùng phải luật pháp tôi trừng trị nó. Nếu nó không nghe lời. Cái đó là người dám nói, dám làm. Chứ không phải ở lúc nào cũng cúng co ro sợ. Mà nói cái người này không phải là một người nữ tầm thường, một đại trượng phu. Thấy không? Mà đứng trước Phật, tới đây đứng trước Phật nói đàng hoàng. Thấy không? Thí dụ như cái thường nói là các vị Bồ Tát mà trước bậc Phật gì đó thì kinh sao? Thiên đảng hữu kim, tức là sao? Bài tống cái bàn tay phải phải rồi, thấy không? Thường thường cái y mà y bên Thượng Tọa Bộ thì họ trùng hai vai lại. Nhưng đến khi mà họ muốn bạch Phật Pháp thì họ phải quần nó xuống, cái lập đệ lộ cái vai phải ra, phải không? Thì bây giờ cái y mình cũng vậy, y bên Đại Thừa cũng vậy, tức là luôn luôn hở cái vai phải này. Là cái gì, phải không? Y biết rồi, phải không? Thiên đảng hữu kim, tức là một đầy cái vai phải rồi. Con xin gánh vác trọng trách trên cái vai con mà. Con xin, con trước con ấy, con xin đem cái vai này con gánh vác. Mà con gánh vác nó còn người dưới đất con gánh mà nổi, thì con đứng gì con gánh nào sướng. Nhưng mà cái người bây giờ, vương về tại sao tháng 3 vương nhau không làm vậy? Đó là người nữ. Cái này người nữ là sao bày ra vai vai nó ra được. Lộ ra thịt nó lộ ra, ai dám nhìn. Thành ra bà vẫn phải đắp y đàng hoàng, nhưng mà đứng dậy để mà biểu tỏ rằng con gánh vác cái trách nhiệm này. Thành ra trong một cái cung cách mình thấy rõ ràng ý hướng của người đó là thế nào. Mạnh mẽ như sư tử, là cái sư tử nó đứng lên cái phương vai thì sao? Nó phải đứng dậy chứ. Thì đây sư tử nè. Thành ra mới kêu là thắng mang sư tử hống là vậy. Sư tử hống giống như một cái rống, tiếng rống sư tử, mà tiếng rống sư tử là phải đứng dậy nó rống. Phải không? Cho nên con không sợ hãi hết. Con sẵn sàng vượt qua tất cả chướng ngại, nếu mà ai cản trở con sẵn sàng đem cái quyền lực của con sẵn sàng đem cái trách nhiệm của con. Con sẽ cho hàng hộ trợ biết. Con sẵn sàng nhiếp phục, tức là dùng phương pháp nhẹ, phương pháp ngọt ngào, con sẵn không không hàng hộ họ, tức là một dùng phương pháp tướng nắng, con dùng pháp luật làm nói chuyện. Mà thực hành bốn nhiếp pháp để nhiếp thọ chúng sanh, nhiếp kéo về thọ nhận lấy, còn có trách nhiệm rộng lớn với tất cả mọi người, thấy không? Con không những cái trong cái riêng cái phạm vi quốc độ, còn trong cái tất cả chúng sinh trong pháp giới này con đều có trách nhiệm. Tại sao vậy? Con làm mẹ, người mẹ phải thương con chứ hả? Người mẹ phải thương con, đúng không? Thì cái người này là người mẹ thương tất cả chúng sinh, là tất cả là con của mình. Thấy cái kinh này thông sâu không? Cũng thiếu không? Bởi vì
Bạch Thế Tôn thứ 8, kể từ hôm nay trước khi thành tựu Bồ Đề, nếu gặp những chúng sinh cô độc, đó là những người mà cô đơn, cô mình cười mà bây giờ sao lại neo đơn gì đó không? Người già đó, cái người trẻ đó, người trẻ mà không có cha mẹ đó, thì cứ là cô. Thế là cô nhi viện là những cái chỗ mà những đứa trẻ không có cha mẹ, cứ là cô. Còn người già mà neo không một mình, không có con cái, cứ là độc. Chứ thành ra mình nói, nếu như nói là độc thân, không phải độc thân. Độc là mình theo những Việt Nam mình thôi. Người ta nói cứ là đơn thân. Cái người không có gia đình cứ là đơn thân. Đơn là một mình. Còn độc đó là người già không có con cái, là độc. Thấy không? Thành ra cô là người trẻ không có cha mẹ, mà độc là người già không có con cái. Ví dụ như thầy nói chắc là độc mà, thấy không? Ví dụ như già là không có con, cái là độc nữa. Nhưng mà nếu mà nói là tất cả những người mà mình gieo duyên Phật Pháp thì đều là con, thầy ví dụ như thầy Pháp, người con của Pháp chẳng hạn, thì thầy kiến rất là nhiều người, thấy không? Mà đều không thân thôi. Thấy là nằm lơ, ví dụ như thế, thấy không? Hơi bất hiếu nhưng không sao, thấy không? Không sao hết. Bởi vì chứ tới là mình cô độc, thấy không? Hiểu, có gì hiểu chưa? Thế là bây giờ anh chàng nó kêu là tôi đơn thân chứ không phải độc thân. Bây giờ anh chưa già mà, nhưng mà giờ năm mình quen rồi thì không sao. Thế cái ngôn ngữ của mình mượn tiếng của người ngoại quốc thì mình hiểu ý của mình cũng được. Thấy không? Rồi. Cái người cô độc, tức là có trẻ mà không có cha mẹ, già không có con cái. Rồi những người bị giam cầm trong ngục tối. Tức là như hồi xưa thường thường giam trong ngục, bây giờ cũng có đó. Cái làm gì đó, cái mà kêu là những cái nó kêu ra giam biệt giam đó, thấy không? Nếu tội mình nặng quá nó giam không cho ở chung với người khác. Những người bị tập tỉnh đủ mọi thứ ách nạn khốn khổ, cái này mình đọc cái này đó, nếu mà mình đã đọc kinh Dược Sư rồi đó thì kinh Dược Sư cũng nói y như vậy nè, 12 lần người Dược Sư cũng nói y như vậy nè. Đức Phật Dược Sư bởi vì các chúng sinh nghèo khổ cô độc, bị tù tội, bị ức áp bức, bị giam cầm, cái người mình. Thành ra cái Đức Dược Sư đó là thích ở cái thời đại này là bởi vì Ngài nguyện độ những cái niệm chúng sinh thực tại trên thế gian này đang bị đau khổ. Còn giả sư bây giờ nói, con hãy về xứ ta đi, là con sẽ được, nó là thần thông, là con được đủ thứ hết. Nhưng mà phải về cái đó, phải về mới được. Cũng như con thi đậu vô trường của ta đi, rồi con sẽ có benefit, đủ thứ các benefit cho con, đúng không? Nhưng mà giá con thi rớt sao? Thì thôi. Thì tới bây giờ con ở ngoài kia thì con mà thi rớt mà con đâu vô được thì cái những cái quyền lợi này đâu có, con đâu có hưởng được. Vậy là có bất công rồi. Tôi phải vô đó tôi mới được hưởng quyền lợi, còn tôi ở ngoài đây không quan tâm tôi, khiến tôi chuyện vô lý. Nếu mà Đức Phật là thương tất cả chúng sinh sao làm vậy được? Đúng không? Như vậy là đã có sự bất công bình rồi. Vậy là Phật đâu bình đẳng đâu. Về nước ta mới cho quyền lợi, còn không về nước ta thì thôi. Vô lý thật. Thành ra tôi sợ tại sao Đức Phật Dược Sư đứng ra để bổ túc cho Đức A-di-đà những gì? Là để người gì quên. Những người nghèo người khổ họ sao niệm Phật được? Họ trong ngục tố, họ trong bị giam cầm, họ sao họ niệm Phật được? Họ sao họ nhất tâm bất loạn được? Như vậy tôi phải cứu họ. Thấy không? Bởi vì mình thấy phong bồn, một cái phong bồn nó có cái khuyết điểm của nó, và đồng thời có những cái ưu điểm của nó. Thấy không? Cho nên mình không biết gì hết. Mình chỉ ai thường mình làm theo những người ta kêu, mình không hiểu gì hết. Có được cái kết quả hay không, thành quả hay không mình không biết. Cái đó chuyện mình đôi khi mình phí phạm thời gian, phải bỏ mười mấy năm để tu tịnh độ sau thì phát giác. Không phải cái niệm Phật pháp môn này, không phải cái thời đại này nữa. Đi ngược với thầy Tịnh Không, thầy đi ngược với thầy Tịnh Không. Đây là nói là niệm Phật pháp môn cho thời đại mạt pháp này nọ. Nhưng mà nhìn lại coi, nhất tâm bất đoạn, một ngày trên 7 ngày, ai làm được? Mà trước đó đã có một câu cảnh cáo rồi, nếu mà ít thiện căn, phước đức nhân duyên không được sanh. Rồi cái người nào đó mà đủ thiện căn, đủ phước đức, đủ nhân duyên thì cái niệm Phật đó một ngày cho đến nhất 7 ngày mới được nhất tâm bất đoạn. Đã có điều kiện, đa điều kiện đó rồi mới niệm Phật mới nhất tâm bất loạn được. Còn nếu anh thiếu ba điều kiện đó
Niệm Phật 1000 năm nữa anh không có nhất tâm được gì hết. Tại sao vậy? Phiền não nó khởi lên, chướng ngại nó nổ lên, làm sao nhất tâm bất loạn được? Thành ra phải tu phước đầy đủ. Thành ra khi mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, bà Vi Đề Hy đó, khi mà bị chồng con nó giết không chồng chết rồi đó, bà mới kêu Phật, bà gào thét với Phật, và nó cũng muốn giảng sinh về cực lạc A Di Đà. Thì Đức Phật đâu có giảng kêu quả niệm Phật giảng sanh đâu, đâu có kêu dạy pháp giảng sanh, niệm Phật giảng sanh liền đâu. Mà nói thì trên thầy nói thôi, tức là khi mà đọc như vậy đó, đó là một vương phi và phước báo bà lớn, thì Đức Phật nói con phải tu tam phước. Trước khi con muốn giảng sanh cực lạc A Di Đà đó, con phải tu tam phước. Tam phước gì? Có nhớ không? Ai tu tịnh độ pháp môn đưa tay thầy lên coi. Tu tam phước gì? Nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu, cung kính sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Đủ có ai làm được đâu? Có ai làm được chưa? Thứ hai là thọ trì tam quy, thủ túc đủ giới, là không được phạm quy nghi. Quy nghi còn không phạm mà, muốn chỉ là phạm giới. Rồi muốn cao phải đến thượng phẩm thường sanh là phải phát được tâm tinh sâu nhân quả, được tập tụng đại thừa khuyến tiến hành giả. Tập tụng đại thừa là sao? Là hiểu rõ cái đại thừa nói gì, ba điều kiện đó. Ví dụ tôi chưa có gì hết mà đầu giảng sanh dễ vậy sao? Không dễ đâu. Thầy Pháp Chánh Dịch Trần là như vậy, để mình đừng có mơ tước mộng ảo. Mình thực tế tu cái Bồ Tát hạnh này, làm tích tập công đức từ từ đi, tiệm tu đi từ từ. Cũng như mình còn mình trồng một cái hạt giống dưới đất á, mình trồng một hạt cái hạt dưới bên đất á, thì mình nghe sao? Mình phải đợi vài ba tháng, vài ba năm, mình mỗi ngày phải sao? Nhổ cỏ, tưới nước, bón phân, phải không? Rồi từ từ nó mới mở lá, mới lên bắt đầu nó lựu lên, từ từ bắt đầu mới nở hoa, rồi mới nở quả chứ, phải không? Chứ mới gieo hạt nó vô ngủ xong nó trồi sáng mai ra, bây giờ có cái cây cổ thụ, nó mệt thiệt. Không có trồng phước đức, không nhân duyên gì hết, mà tự nhiên phước đức về nhà lầu sao, nhà điện ngọc là cái gì? Tại sao mình có thể mơ màng một cách quá dị như vậy? Không được, phải cải chính tư tưởng nó lại. Đức Phật không có dụ, không có, cái đó là chỉ là trong những cái người thượng căn thôi. Cái là đầy đủ phước đức nhân duyên rồi thì không có thành quả nhanh chóng được trong một đời niệm Phật vãng sanh nữa. Còn mình gieo duyên với Đức Phật A Di Đà là từ từ mình đi, mà muốn cho nó vững đời sau còn gặp lại được thì phải tu tam phước, thì phải phát tuệ tâm tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa khiến tiến thành nhã. Thì đây là phước phước Thắng Long Phu Nhân gặp Phật Dược Sư là những người đưa cho vị cái cơ hội này. Cho nên Pháp Thầy có tránh được từ cái cơ bản, đi từng bước. Thầy bước từ bậc cầu thang cũng vậy, ở cầu thang mình bước lên phước 1 rồi lên phước 2, từ từ mới lên đến đầu, phải không? Có cô nào mà dám từ bước 1 nhảy tung cái lên đầu này không? Té gãy gãy cẳng đó, gãy cẳng nặng đó nha. Năm chỉ là nhà thương nhiều năm đó, té ấm thôi. Thành ra mình cái gì cũng nghe ông bà mình nói rồi, dục tốc thì bất đả, dục tốc thì bất đả, còn dục đả đó thì bất tốc. Tức là muốn được đó thì đừng có nhanh, đừng cầu nhanh. Tu trên con đường bên đại thừa cũng vậy, mà bên thánh văn thừa cũng vậy, từ từ mà tu. Bây giờ ví dụ như có bây giờ đi qua bên mấy thầy bên thánh văn thừa đi, hỏi có ông nào cấp tu cấp điểm ông không, từ sau thành A Lán không, hỏi coi có thầy nào mà hay giọng từ sau thành A Lán không, không. Mấy thầy cũng ngồi thiền định rồi từ từ, mấy thầy cứ tích tập tu lương từ từ. Còn mình làm gì mình hấp tấp dữ vậy? Tại sao vậy? Vì ghê gớm như vậy, có cái thần thông nào dễ dữ vậy? Giống như tôi bộ không cái nhãn cái là 84.000 dặm như đó. Ủa, phải hay không? Mô Phật. Rồi thì bây giờ cái chuyện này là giống y hệt như nguyện của Dược Sư, Ngài Dược Sư đó. Nếu mà còn gặp những cái người như vậy đó, dù đủ mọi thứ ách nạn khốn khổ đó thì sao, con sẽ không bao giờ rời bỏ dù trong chốc lát.
Thế là nếu con gặp những trường hợp thì con sẽ bám theo chúng sinh đó, con độ họ cho họ vượt qua khổ ách mới được. Mà phải làm cho họ được an ổn, tôi phải làm cho người này cứu người ta ra khỏi, làm phải làm cho trót. Quý vị do cái giờ phát nguyện độ chúng sinh, quý vị phải làm cho trót. Quý vị phải làm ba ngày, làm bà tát ba ngày được biết mình thân tâm rồi, thấy không? Không có được. Thành ra nếu vị đã như bây giờ mình phải hỏi, ở đây có ai thuộc vào tam giới chưa? Có mình con sự trì hả? Còn mấy vị tu cái gì nè? Cái này thấy không? Đó, đó tự, cái này là tự biển, nguyện biển cho mình. Khó chỗ nào con? Khó chỗ nào? Phải có ai cho mình thì cho chứ. Bây giờ trong tương lai thầy với thầy tình thiện, thí siêu tổ chức con tới phòng họ không? Dạ. Ai tới thọ đưa tay lên coi. Cô kia cô mặc áo thun nó còn đứng lắm rồi. Thọ không? Giơ tay lên. Ngâm tay. Rồi còn mấy người kia sao thì sợ gì nè. Bồ Tát hả? Bây giờ cái thì là phải tức giận dễ sợ. Thầy cho thầy mượn, cho thầy xin miếng khăn khăn để thầy chậm nước mắt của tụi. Không nói dở nghe, không cần. Bây giờ thầy hỏi nè. Thầy hỏi, khi mà mình chưa học, mình chưa đi học á, mình chưa đi học á, lúc mình còn lớp 4-5 tuổi đó, má nó đi học con sợ không? Sợ chứ. Có sợ không? Con có nghĩ ra con học được không? Khóc bù lu bù la dẫn ra đi trường mà trường đi, vừa khóc rồi dậm chân dậm cản. Nhưng mà 12 năm sau sao? Có bằng trung học, trong đại học. Tại sao mới kỳ cục vậy nè? Thì bây giờ cái gì chưa có thì phải bắt đầu đi học từ đầu. Thì cái thọ Bồ Tát giới đó là phát tâm làm Bồ Tát bước đầu tiên trong đời mình. Cái là sơ Bồ Tát phát tâm, sơ phát tâm Bồ Tát. Không có gì phải sợ đó. Người nào sợ có thể bắt chánh bảo đảm. Không có sợ đó, đến hỏi đây nè, thắc mắc cái gì. Thầy không có bảo đảm nhân sanh. Thầy không có bảo đảm nhân sanh, nhưng mà thầy bảo đảm người là Bồ Tát được. Nào thầy thấy đâu, hỏi đi cái gì dạ. Tâm 28 với ai nói là địa ngục? Trong cái bản kinh mà 6 giới động, 8 giới tình là thầy. Bây giờ thầy thọ. Xong nghe nói. Đây nè. Sợ quá. Bây giờ con trí siêu tội thọ Bồ Tát thế nào? Phạm dẫn không? Dạ, thọ nó là thầy. À, cái là tại gia Bồ Tát mà hả? Dạ. Rồi sao cô thọ thì kheo, cô thọ Bồ Tát nữa hả? Phạm dẫn? Dạ. Cô thọ địa ngục chưa? Vì thầy chắc là cô chưa thầy thọ Bồ Tát giới dựng 30 mấy năm rồi thầy có đòi định không chứ? Bây giờ thầy hỏi. Bây giờ tại sao quý vị chưa làm một gì đã sợ vậy? Chứ mình chưa đi thi mà sợ thi rớt làm sao? Bây giờ thấy luôn luôn là trong cái đó nó luôn luôn có cái sự mặt cái là khai giá trì phạm, tức là luôn luôn có sự thông cảm với chư Phật Bồ Tát. Mở cái đường đó, quý vị, Đức Phật mở con đường giải thoát chứ không phải mở cửa địa ngục quý vị. Tôi tin thầy đi, Đức Phật mở cửa giải thoát cho quý vị chứ không đỡ địa ngục. Nếu bị Đức Phật nó muốn quý vị đọa địa ngục, nó cũng thuyết hóa Đức Phật ra niết bàn rồi. Đức Phật còn ở đây thuyết pháp cho quý vị, tức là Đức Phật còn muốn quý vị lên niết bàn, muốn quý vị được an lạc. Đức Phật không có Đức Phật nào muốn quý vị đợi địa ngục hết á. Mình phải có tự tin, phải lòng tự tin. Quý vị làm bất cứ việc ở trên đời cũng vậy, khi ngày quý vị chưa có chồng, quý vị có nghĩ là khi quý vị đẻ năm đứa con quý vị nuôi được không? Chưa chứ. Nhưng mà đẻ năm đứa con vẫn nuôi như thường. Mình làm được gì đó phải không? Làm Bồ Tát còn dễ ăn đâu có nóng tới con á. Không tin thầy thì thôi, một Phật dạ tôi rồi. Thầy, hồi đó con học với thầy Pháp Chánh, ý thầy xin lỗi xin thầy Pháp Quang á. Thì thầy nói về thọ của giới là thọ của giới. Và thầy cũng thích Phật tử thọ của giới. Mà thầy nói nếu mà mình thọ của giới mà mình không phạm giới đi nữa thì mình sống mới Phật cũng
xuống đi đền một, thì xuống đi đền một thì làm vua đi đền một, tức là khi mà mình thọ giới mình vẫn đều có cái nên con lấy cái này dạ, tức là khi mà mình thọ giới rồi đó thì khi mà mình làm gì mình vẫn có lợi hơn là không có thọ. Bây giờ quý vị thọ ngũ giới rồi mà quý vị sợ lỡ phạm giới đọa địa ngục, cái đó có thể bị, nhưng mà còn làm vua địa ngục thì có bảo đảm không có bảo đảm. Như vậy nè, khi quý vị phát cái bồ đề tâm rồi đó, cầu đến chư Phật đến gia bị và chứng minh rồi đó, khi các ngài đã đến và chứng nhận quý vị là người đã thành thật muốn thành Bồ Tát, vị thọ trước thời niệm long trọng trước chư Phật, không hề gian dối, không hề cái tâm xỉn khúc nào hết, thì đã các ngài chứng nhận rồi thì các ngài nhận các vị vào hàng một con cái của các ngài, thì giống như cha mẹ vậy đó, cha mẹ đã nhận làm con rồi đó thì con mình có bị cái gì cha mẹ có bỏ không? Và tại sao bị sợ gì đấy, tức là vì không tin Phật, không tin Phật mà không tin Pháp, mà không tin Tăng nữa. Vậy vì đâu có tin Tam Bảo đâu. Khi đã tin Tam Bảo rồi chúng phải giống như Thiên Chúa mà đã tin Chúa của nó vậy đó. Con người không bao giờ mà không có giờ lỗi lầm đó. Nhưng mà giả sử mình làm mà mình bất chợt mình làm hoặc là đôi khi mình sân hận hay cái gì đó, mình làm một cái tội gì đó, nếu mà tức khắc khởi tâm sám hối, mình cố tiếp những gì mình làm thì tất cả người đó có tội nhiễm rất là nhanh. Mà trong đây bảo đảm rằng cái người mà Bồ Tát á, mà giả sử có gì phiền não nào mà tăng thượng mà làm một cái việc ác á, mà có tội địa ngục ra rất nhanh, chứ không phải là hoàn thành vua địa ngục, không phải vậy, ra rất là nhanh. Giống như là một cái thí dụ là Từ Đồng Nữ, tức là một cái thiền thân của Đức Phật Thích Ca mình đó, ngày một kiếp này nó làm con của một bà la môn tên là từ là từ bi đó, thấy không? Thì cái cô Từ Đồng Nữ này thì một hôm đó cổ tự nhiên cô bị mẹ rầy cái gì đó, thấy không, bị rầy hay bị mắng hay bị đánh gì đó, mẹ đánh thì cũng mới giận, cũng nổi sân lên, cũng mới lấy tiền cũng đá vào bà mẹ, thì bị cái tội bất thiếu như là cũng bị đọa địa ngục. Một trong những cái tội nặng là tội bất hiếu với cha mẹ. Dĩ nhiên người Tây Phương họ không biết cái đó. Thì cố gọi đi ngủ xong rồi đó, thì bởi vì cái nghiệp của cụ đá vào đầu mẹ đó, thành ra cụ bị cái kiếm ở trên không tự nhiên nó cứ hiện kiếm nó xuống bổ cái đầu cụ, chặt như này, mà chặt xong đau đớn khổ sở chết liền á, thì sống lại rồi nó chặt tiếp, cho nên kêu là điện vô gián, tức là hình thực không bao giờ ngừng đó. Nhưng mà khi mà lúc đó con đang tỉnh, cái da nó chưa đó, thì con nhìn chung quanh trong địa ngục á, tôi thấy những người còn nhiều khi còn khổ hơn cổ nữa. Tự nhiên cô khởi lòng bi lên, từ mà cái bụng tính là từ mà, thế tự nhiên cô phát một nguyện thôi. Nguyện làm sao? Con thọ nhận tất cả những cái sự khổ đó cho của những người đó, con nhận hết. Chỉ một niệm nó còn ra khỏi địa ngục tức. Một niệm mà con ra khỏi địa ngục, huống chi vị là thọ Bồ Tát giới long trọng vậy là sao mà hãy được? Tại sao mà sợ? Ông chư Phật Bồ Tát đến đó, ngồi chín đám ngồi cái chạy mất tiêu hết rồi, không ai còn đây để cứu người sao? Sao ngồi sao mà kỳ cục vậy? Cũng không tin quy luật của Phật hả? Không tin quy luật của Pháp sao? Mà không tin quy luật của Tăng sao? Lòng tin Tam Bảo phải sự mạnh phải bồi dưỡng nó từ mạnh mẽ mới được. Quý vị mà phải bồi dưỡng lòng tin đó, đến khi mà mình giống như mình nói nó giống như cuồng tín vậy đó, mình không cuồng tín nhưng mà thật sự nó giống như vậy, sẵn sàng hy sinh thân mệnh cho chánh pháp nếu cần. Người thầy Thiên Chúa làm được, có người Phật giáo mình làm không được à, kỳ vậy đó. Trong lớp la lớp lĩnh không có tòng tin Tam Bảo thâm sâu, ông thầy trời thế cái mai bỏ chùa. Bởi vì mình phải không tới vậy, bởi vì Pháp Tăng mình gốc thì mình cái ngã mình bự quá, thấy không? Thí dụ như bây giờ mình vô chùa bị ông thầy rầy đó, cơ hội rất là hiếm có để mình nghe con thầy nói gì. Chỉ vì sao vậy? Trung ngôn nghịch nhĩ,
mình Phật ý trong lòng, tức là có gì sự thật về mình, mà mình vẫn luôn luôn bị cái ngã của mình, cái tự ái của mình nó làm cho mình rút mặt mù quáng cái của mình đó. Mình không biết vậy, tại sao vậy? Tu tức là cải, tu là cải đổi đó. Thế trong cái chữ đầu chữ tu là cải, tu hành tức là làm việc để cải đổi chính mình, chứ phải tu là công công khen khen nam mô Di Phật, nam mô Di Phật, cái đó không phải là tu Phật, cái là mấy tụng kinh. Nếu mà mình hiểu chữ cái chữ tu đó thì mình sẽ không được tu được. Mình tới chùa mình cũng không có tu gì hết, tu cái ngã thôi à, nó đợi thầy khen, đợi đồng nghĩa, ô chị nấu ngon ngon quá, ô chị thầy giỏi quá, xin năng tôi tụng kinh cốc cốc tù, đừng bỏ đi, hay quá, tuyệt rồi. Mô Phật, nó đâu phải là tu, nó phải luyện cho bỏ cho hay là tu đâu. Nên sao lại, cái này là sao? Cầu danh, vuốt về bản ngã của mình, hiểu không? Thành ra mình nhìn hay hiểu là chữ tu mà được, tu là cái. Thành ra vừa đi tiếng tàu đó, cái việc đem xe ra sửa đó, đem xe sửa xe đó, nó kêu là tu lý là sửa xe lại. Thì vậy là chiếc xe cũng tu sao? Không phải. Nên là tu tức là cải đổi lại. Ngày hôm nay mình sân nhiều, ngày mai mình sân ít, đó là tu đó. Bữa nay mình bỏ xẻ, mai mình tập bố thí, đó là tu. Hồi xưa thầy rất là sân, bây giờ thầy kiểu còn sân, nhưng ít hơn chút. Thì sửa là vậy, ít sân hơn chút thôi, thấy không? Bữa nào mình, con làm thử coi sao. Không có đâu, không có đâu, không có đâu Bồ Tát. Bây giờ chính là tại sao mà, tại sao mà trong Bồ Tát giới đó, cái chữ sân là chữ đầu tiên là phải trừ đi. Thế chúng sinh á, không có thể tha thứ mình cái gì, nhưng mà tính cái sân nó không thích tha thứ nó. Thành ra nguy hiểm như đó, thành ra Bồ Tát đừng ít khi mà hiện tướng sân, thành lúc nào cũng hòa ái hết. Nhưng mà có những cái chúng sinh rất là cương cường, liền động nói gì nó nghe đó, thì lúc đó Bồ Tát đặc biệt, bên Phật Mật Tông họ có những cái hộ pháp, họ hiện tướng sân ra. Thấy không? Thế nhưng bây giờ như ngày quan cho Bồ Tát hiện ra Diệm Viên Vương, Diệm Viên Đại Sĩ đó, cho là hung dữ, nó đập đầu nó. Thì bây giờ Đức Ngài mà tháng 3 này cũng vậy nè. Phải nói là nếu mà cần nhiếp thọ, nhiếp kéo nó vô, thọ nhận nó, thì con sẽ nhiếp thọ. Nếu nó nghe lời ngọt ngào, con dùng ái ngữ nhiếp. Nhưng mà nếu mà nó lì đó, ngồi cứ sau đó nè, con sẽ dùng pháp luật, con sẽ dùng hình phạt để con nói chuyện với nó. Thành ra cái người này là cái người của khi Bồ Tát làm Phật sự đó, Bồ Tát có đủ phương tiện thiện xảo, mình chưa đủ phương tiện mà phải thiện xảo nữa. Thiện đó là khéo, thiện chứ không phải là lành, xảo là cũng là khéo, thiện xảo là khéo léo, hiểu không? Thành ra mức cái gì một lần bị trụ trì cũng rất là thiện xảo. Bởi vì những người đến chùa có căn tính rất là nhiều, có người thích ngọt, có người thích cay, có người thích đắng, có người thích lạc, thì cái việc trung trì phải nhìn từng người để mà đối xử, phải không? Thành ra lúc mình làm cái việc trung trì không có dễ đâu. Thầy đã thất làm rồi, giờ phải thất bại rồi thì phải bỏ chùa mà đi, phải không? Lan tạc nó xứ người nó nhiều việc thầy hết tiền. bỏ chùa Cali mà thầy lạc qua đến Tết Sực nữa, phải không? Rồi thế bây giờ thôi, đây đây đây, nghe thầy nói chuyện đi, thầy nghe thầy nói chuyện trước. Rồi bây giờ bà phán năng phát nguyện là những cái người mà trường hợp mà bất hạnh như vậy đó, Phật không bao giờ rời bỏ họ, mà phải làm cho họ được an ổn. Con sẽ làm những việc có ý nghĩa và lợi ích, khiến cho họ được thoát khỏi mọi thống khổ, rồi sau đó mới rời bỏ. Tức là Bồ Tát tạm thời đem an ổn chúng sinh, thấy nó an ổn rồi thì mình rời qua một chút. Khi nào có gặp chuyện kêu mình trở lại, giống như mình, cái gì cũng vậy, mình vui mình đâu phi quan, phải không?
mình được sung sung sướng lạc thú mà nó kêu quan âm được cái chuyện mình bị nạn đang mồ mà thế âm bồ tát tổng thân cứu khổ của nạn quan thế âm bồ tát phải không? Những cái đó sai mình xạo dễ xạo tu gì đâu, nó lợi dụng món thế âm bồ tát lòng thương của ngài không à? Tại sao những đức quan âm có ta phải thì chạy làm công không cho mình đâu? Mình tu là sao? Con thấy Bồ Tát Quan Thế Âm như vậy đó, con bắt chước ngài, con học ngài, ngài từ bi cứu độ sinh, con phương nguyện xin từ bi cứu độ chúng sinh. Ai mà kêu đến tên con đó, trong từ làm đời vị lai đó, thì con có quyền thế đó. Có người gặp bạn nặng mà kêu đến tên con là trời, cái gì đó, ví dụ như quan gì đó, ví dụ như vậy, hay là phu nhân nào đó, lúc đó con ở địa vị đó, con sẽ giúp đỡ. Giống như ngài Quan Thế Âm ta có tình giúp đỡ chúng ta, chứ không phải là ở trên biển cái nghe là sắp sửa chìm chùa thiền nó mâu quan chúng ta, nó mâu quan chúng ta hết thì rồi hết và chúng ta lại không nhớ nữa. Cái đó bởi vì cho nên trăm ngàn năm mình phải trong sinh tử hòa đàng niệm, không có tha thiết dính gì gì hết. Bây giờ mình tập là chính với chính pháp mới được, mình chính với chính pháp thì chính pháp phải độ mình, còn nếu không vô phật vô duyên, vô duyên thôi. Thành ra bây giờ đến chùa không phải là bảo đảm cái gì hết, đến chùa phải ý nghĩa của nó để tu, đến nghe pháp không phải để nghe thờ là thầy giảng cho nghe cho vui cỡ thôi là về nhớ thầy nói gì nữa, nghe không? Rồi có Phật rồi tiếp tục xong rồi thầy phát cái ấy cho nghe thầy tiếp tục nữa. Bạch Thế Tôn, câu số 9, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề. Bồ Đề tức là vô thượng Bồ Đề đó. Còn vô thượng Bồ Đề là cái gì thì nếu bị thắc mắc thì thầy sẽ giảng. Nếu gặp các trường hợp ác luật nghi, mà ác luật nghi tức là sao? Tại sao gọi là ác luật nghi? Ví dụ những người săn bắn, người chăn nuôi, những người làm đồ tể, họ cái nguyện của họ thầy môn nghệ đó họ giết bao nhiêu con thú, ví dụ như cái người thằng bắn sách trong cung vào rừng á, thì trước khi đó họ bữa này phải giết 6 con nai, phải giết hai con cọp gì đấy, dụng vậy thắng định họ định, thì họ phải làm điều đó, thì họ tuân theo một cái luật nào đó thì nó gọi là luật nghi, nhưng mà tại vì nó không phải luật nghi thiện mà là luật nghi ác, là ác luật nghi, thấy không? Ví dụ như bây giờ cái người đó họ làm nghề đồ tể, một ngày họ bục một cái con con cái dàn máy chạy qua nó chặt đầu 60 con bò hay 100 con bò, thấy không? Thì họ làm cái đó thì là họ tạo ác lực nghi, thấy không? Như săn bắn hay chăn nuôi cũng là một ác lực nghi đó nha. Ví dụ như nuôi bò, nuôi trâu, nuôi heo, nuôi dê để bán cho người khác lấy thịt, thấy không? Đó là ác lực nghi, thấy không? Nhất là ví dụ như mình có trường hợp như mình nuôi một con vật, nuôi con gà chẳng hạn, hay nuôi một con heo chẳng hạn, ngày nào mình cũng cho nó ăn, rồi khi cái nước ngon nước vui mình cũng vui theo, mình đôi khi mình cấm có cánh tình nó giống như người cũng như người cái tâm thủ của mình vậy đó, đúng không? Đôi khi mình thấy nó vui, nhưng một ngày kia mình ở đường giao cắt ngay cổ nó, có thể thấy quá đáng, cực kỳ cái nào cực kỳ là không cắn rất lương tâm. Phải không? Mình thấy rõ ràng nó có hữu tình, nó có cái lòng thương giống giống như mình, nó có những tình cảm như mình, biết mình là chủ nó biết mình có lòng thương với nó. Nhiều khi mình làm cái gì đó, nhiều khi nó uống nước mắt nữa. Mình nở nào mình được giao cắt lỗ đó mình ăn thịt. Lúc đó là mình là cái gì rồi vậy? Khủng khiếp không? Thấy mình biết cái nghiệp nặng vô cùng. Cái đó cái nghiệp nặng khủng khiếp, những người đó tạo cái nghiệp ác vô cùng. Chẳng thà mình mua mà thịt ai giết mà để mình mua mình ăn thì có thể là còn tha thứ được, nhưng mà chính mình nuôi nó, mình sống với nó, mình vui buồn với nó, mà một ngày mình đưa cho mình cắt ngang cổ để mình ăn thịt thì cái đó mình nói là một cái khác rồi, cái đó tội rất là nặng, rất là nặng, giống như giết cha mẹ mình, giết bà con mình, nó phải tưởng tượng cái đó là tà kiến, thì nó trong cái ba cái sát sanh đó, do tham mà giết, do sân mà giết,
mà do tà kiến mà giết đó, thì cái tà kiến nó nhất. Nó ờ trời nuôi cho trời sinh ra cho con mình nó ăn như vậy. Thấy không? Cái đó là tà kiến. Thấy không? Thì bây giờ và các sự phạm giới con sẽ không bao giờ bỏ qua. À gặp cái căn tiền điện. Tại sao vậy? Khi nào có đủ năng lực gặp những chúng sinh như vậy ở bất cứ nơi nào, đối với những hạng người cần phải chiết phục, con sẽ chiết phục. Đối với những người, những hạng cần phải nhiếp thọ, con sẽ nhiếp thọ. Như nay nói đó, tức là sẵn sàng dùng biện pháp nhẹ, biện pháp nặng, tùy theo cái trường hợp. Vì sao? Vì do sự chiết phục và nhiếp thọ mà chánh pháp được tồn tại lâu dài. Nếu mà trong một cái chùa và trong một đoàn thể Phật giáo mà có những phần tử bất lương, bất hảo, thì con sẵn sàng làm những phần này để chánh pháp được trường tồn. Thành ra cái người mà thực sự hộ trì chánh pháp á, cái người đó tâm rất là thẳng thắn, không có bè đảng, phải không? Vì sao? Vì do sự nhiếp phục và chiếc phục và nhiếp thọ mà chánh pháp tồn tại lâu dài. Chánh pháp tồn tại lâu dài thì cõi trời và cõi người đều được sung mãn, các ác đạo sẽ giảm bớt và có thể tiếp tục vận chuyển bánh xe chánh pháp mà Như Lai đã vận chuyển. Có như vậy đó thì cái Phật pháp mới được trường tồn ở thế gian. Thấy không? Vì thấy sự lớn như vậy cho nên con không bao giờ xả bỏ sự cứu hộ và nhiếp thọ. Rồi bây giờ đến cái cực cuối cùng. Số 10, Bạch Thế Tôn, kể từ ngày hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ quên mất nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp tức là hộ trì chánh pháp. Bởi vậy cho nên cái con người mình, Phật tử của mình nó phải có cái tâm hộ trì chánh pháp. Nếu mình hiểu được rằng đạo Phật là đạo siêu việt, là cái đạo mà Đức Thế Tôn đã phải tu bao nhiêu đời kiếp để lập một cái tôn giáo như vậy, cái đạo như vậy để đem chúng sinh đến chừng an lạc, nhân thiên cho đến niết bàn, thì cái, nếu mình thương, lúc đó mình hiểu được ý nghĩa đó, mình đã thương cái pháp mình vô cùng. Chứ nếu không mình lơ không biết là cái gì hết. Ở đạo nào cũng có, đạo nào cũng có. Cái người nào mà cái người mà nghe cái người nào mà nói vậy thì là nó lỡ mũi họ lại nói đạo nào tốt là sao, nói một cách vô trách nhiệm. Nếu mà đạo nào cũng tốt đó thì Đức Thế Tôn xuất hiện thế gian làm gì? Đức lúc đó là có 90 pháp, 95 ngoại đạo rồi, Đức Phật ra chi nữa? Tại vì đạo nào cũng tốt rồi. Lấy tế trời bằng cách chặt đầu bò, chặt đầu dê, chặt đầu đạo không tốt hả? Đạo đâu cũng tốt sao? Sao kỳ ấy? Sao nói mình nói nghe kỳ cục quá vậy? Chứng tỏ là không biết gì hết. Rồi ví dụ như có bà ở cái chùa nọ thì đến thì giảng, mà lấy ông Mỹ, cái hai vợ chồng họ nói với chồng bà, bây giờ tôi á, anh quy Phật đi, tôi rửa tội, vậy là công bình hai mình, thấy không? Anh dụ ông với đạo, ông đến quy Phật, tôi đi rửa tội, để cho ông vui lòng. Thì nói trời ơi, một họ, ông đi quy tâm bảo mừng cho ông, bà đi rửa tội chết bà rồi. Mất tiêu cái giới thể của người Phật tử, còn đâu có là Phật tử nữa mà nói chuyện nữa. Quy thiên thần quỷ vật, quy Phật là không được quy thiên thần quỷ vật. Bà đi rửa tội tức là quy với thiên thần quỷ vật, còn gì nữa, người ta không hiểu gì hết. Cái này đâu phải đến độ kiểu đó được. Nếu mà hiểu, bà hiểu rằng cái quy tâm bảo là tối thượng thì sẵn sàng cứ mất thân mạng như không tỏ quy này. Anh có quy y không quy thì Phật pháp không quan trọng. Tôi phải giữ cái quy y của tôi, cái đá đâu có giỡn gì được. Bà lấy làm sao? Bà lấy viên ngọc mani, bà đổi lấy hạt sản. Thế bởi vì tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa quy y là gì hết. Chứ khi đã vào Phật pháp rồi, tin Phật, tin pháp, tin tăng rồi đó, thì cái đó phải niềm tin, nó phải bất hoại lập tức. Tướng bất hoại tính là tin Phật, tin pháp, tin tăng và tin giới. Mình chưa có nói mà mình đem mình đổi như vậy, nghe không? Thì thôi bây giờ thầy nói các cô phải quy y lại đi, nó nghĩ là đâu có gì đâu quy y lại. Thôi cái chuyện đó mình không hỏi, không hiểu thì mình không nói gì hết. Cho nó đừng có dụ mà đi đổi kiểu đó được, nghe không? Rồi
tức là mình làm sao mình hộ trì chánh pháp là sao, làm sao chánh cái pháp Phật pháp này tiếp tục vận chuyển trên thế gian này. Nếu mà theo quyền quyền ký của Phật đó, trong kinh điển nói đó, là mình có ba thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì chánh pháp một thường thường cho là 500 năm, và tượng pháp 1000 năm và mạt pháp là 1000 năm. Thì bây giờ mình nói trường hợp cái thời đại mạt pháp thì trong khoảng chừng mấy ngàn năm nữa thì Phật pháp phải mất. Thì thầy coi rõ ràng là cái người Mỹ họ dùng thống kê đó, họ tiên đoán đó. Thì hiện giờ bây giờ ví dụ như Phật thế giới là 7 tỷ người thì khoảng có 500 triệu người hay 400 triệu người gì đó là theo đạo Phật. Thì họ tiên đoán là trong 50 năm nữa đó, nghe không, thì khi mà thế giới lên đến 9 tỷ người đó thì còn khoảng hơn 200 triệu người theo đạo Phật. Tức là cái dân số thì tăng mà đạo Phật thì giảm, tức là lúc đó đạo Phật cái phần trăm trong cái tình thế giới này nó càng lúc càng giảm thiểu này. Thì nếu mà mình là người mà tu Bồ Tát rồi đó, mình có trách nhiệm với cái đạo pháp mình đó, mình phải ở lại để hộ trì chánh pháp chứ chạy đâu giờ. Mình phải ở lại để mình chống cái cờ của Phật, của Đức Phật đã trồng lên đây chứ, cho chúng sinh có cái cơ hội nghe chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng, chữ Bồ Đề, chữ Bồ Tát, phải cho họ nghe chứ. Còn cái gì bỏ hết, đi chạy hết rồi bỏ thì có chánh tay mình tội nghiệp thầy, phải không? Thế nên phải ở lại đây để mà làm phục giống như bà Thắng Mai này nè, để làm sao cho chánh pháp được tiếp tục dẫn chuyển. Rồi một Phật đến cuối cùng, mà Thế Tôn kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ quên mất nhiếp thọ chánh pháp, tức là bảo trì chánh pháp, hộ trì chánh pháp. Vì quên mất chánh pháp là quên mất đại thừa, quên mất đại thừa là quên mất ba la mật, quên mất ba la mật thì không còn ý hướng cái đại thừa. Nếu Bồ Tát không có ý hướng, không có quyết định đại thừa thì sẽ không thể thành tựu ý hướng nhiếp thọ chánh pháp, chứng nhập tùy sở thích, và như thế vĩnh viễn sẽ không đủ khả năng siêu việt địa vị phàm phu. Chứ nếu mình không có tinh thần nhiếp thọ chánh pháp, mình không chánh pháp là gì? Mình phải vĩnh viễn là một phàm phu thôi. Thành ra nhiếp thọ chánh pháp nó có cái năng lực lớn là như vậy. Thành ra quý vị, giả sử việc tu học không? Bây giờ thầy không biết quý vị không? Nhưng thầy nghĩ đây tất cả những đây là đều là gạo cội của Phật pháp đó, phải không? Phải là đúng là thành phần gạo cội không? Tin Phật từ 10 năm trở lên không, phải không? Phải không? Ai tin Phật 30 năm trở lên được đây thì coi coi. Chưa đến hả? 20 năm không có đưa tay thẳng thắn thôi, 20 năm vô Phật. Ủa còn mấy người kia sao? Mới mụn 2 năm hả? Dạ, không dám, tôi thường hạt sơ hộp. Người nào mới có tình con năm, nửa năm? Ít đâu cũng phải, 5 năm phải không? Phải 5 năm không? Ít đâu 5 năm phải không? Cô Christine mới mụn mấy chục năm rồi, thầy biết rồi. Thầy biết cổ là năm 2002 rồi đấy, 2001. Không, thầy biết tổ ở tình lực tự thôi, năm 2001. Lúc đó thầy qua giảng pháp, cô đến cô hỏi pháp thầy nhớ mà. Lúc này thầy giảng kinh Pháp Hoa với cô Thuần Hạnh. Thì bây giờ thực sự nó nếu 20-30 năm chứ thật sự không phải vậy đâu. Bảo đảm lâu hơn nhiều, đã từng vô lượng kiếp rồi, giá đã trồng sâu căn lành vô lượng kiếp rồi. Bây giờ bởi vì trồng căn lành nhưng mà cứ đứng ở bên ngoài thôi mà học gì vô, không có tới chùa cũng có, nhưng cũng đã gặp Phật rồi nhưng mà không chịu nghe pháp, không chịu trồng sâu tính căn, lại Phật đi về mô Phật, phải không? Thầy đi theo hỏi thầy giảng đi hoài không thầy nói trước kìa, đời xa xưa kìa, có thể mình đã trồng mình đã từng gặp Phật rồi nhưng mà lúc đó mình chỉ vô lại Phật mô Phật rồi đi ra, ví dụ vậy, cũng chút đỉnh tiền nha, hàng nghe thiên nhiên thôi, thành ra mới sao mới giữ được thân người nè, đúng không? Cái mà
được cái thân người mà được nghe pháp này đó, tức là quý vị không có giỡn đâu, quý vị không có tự coi thường nguy đâu. Nhất là nghe pháp đại thừa có thể phát chánh non đấy nữa, có thể là quý vị đã từng thọ Bồ Tát giới rồi đó. Không biết Bồ Tát nào trong đây, nhưng mà thầy có thể là nhiều Bồ Tát. Không, thật sự là vậy, tin thầy đấy, thầy không nói dối, mà thầy không muốn nói định nữa. Quý vị có thể đã từng thọ Bồ Tát giới rồi, những việc quên thôi. Không phải thầy chỉ dựa trên lý luận thôi. Thầy chỉ dựa trên lý luận thôi. Bởi vì cho cái người mà, có người thiện căn đó, có duyên mới gặp nhau, có duyên mới gặp. Mà nghe được pháp đó, phải có duyên mới nghe được. Nhất là nghe được pháp đại thừa mà nói về Bồ Đề Tâm là cầu thành Phật độ chúng sinh đó, cái pháp đó khó nghe lắm đó. Không phải dễ thôi, mà cái gì nghe được hôm nay mấy vị Bồ Tát đây, có Bồ Tát Thượng Thủ là có tiên viên đây, nghe không? Thì cái điều nhân duyên này rất là thù thắng, hệ dẫn. Thầy đã đến đây giảng có một thời gian nữa, hệ dẫn sẽ không có uổng phí cái công lao của thầy. Là trong tương lai nếu mà lọc được một cái đàn Bồ Tát giới thì sầm ơn, làm ơn làm bé người dù đến đây thọ Bồ Tát giới phát Bồ Đề Tông, nguyện con từ đời kiếp kiếp theo gương Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của con. Trong kinh Liên Hoa nói là Đức Bổn Sư nguyện ở trong ác trượt ngũ trượt ác thế để làm Phật sự độ chúng sinh. Đức Phật Bổn Sư không bao giờ thèm, không bao giờ muốn cái có tịnh độ. Nếu đọc kinh Liên Hoa đó là bao nhiêu người kể cái Phật A Di Đà nữa là cầu là có tịnh độ đi về đó để tu. Đức Phật Bổn Sư mình không là không. Ở đây là nhà của con, có ở đây để con làm Phật sự. Mặc dù con làm không được ít thì con làm nhiều, con không làm nhiều con làm ít. Nhưng mà cái tâm thương chúng sinh nó quá sâu nặng đi, con không thể bỏ chúng sinh con đi được. Dù một ngày, giống như là Phương Nhân Thắng An này, con sẽ không bao giờ rời bỏ họ, dù trong chốc lát. Huống chi là bao nhiêu đại kiếp ở cõi tịnh độ nào đó, chui trong hoa sen nằm trong đó làm gì? 12 đại kiếp trong hoa sen, không biết bao nhiêu tỷ năm không? 14 tỷ năm. 14 tỷ năm nằm trong hoa sen, trong khi có thể bao nhiêu một người ra đối khác thì có thể làm bố thí cho họ, có thể khuyên họ vào Phật Pháp thì sao không làm? Ủa sao ngộ vậy kìa? Phải không? Đức Phật nói ra rằng, cái gì ở đây mà tu Bồ Tát hạnh nó còn hơn trên cõi tịnh độ tu 100 năm. Tại sao vậy? Chỗ này là chỗ ác. Chỗ ác mình làm được mới hay chứ. Còn giả sử mình bị phiền não thì có Bồ Tát đưa, có gặp Bồ Tát đưa lưới giới mình lên làm sao? Mà mình đặc biệt là tại sao mình có cái Bồ Đề Tâm đó, cái lực nó rất là mạnh. Rất là mạnh, rất là thù thắng, có ánh sáng phát ra điều thứ khác. Bởi vì ở đâu có Phật Bồ Tâm thấy được đó. Còn vì không có Bồ Tát thế giới đó, không có Bồ Đề Tâm đó, thì đang thu giống như mấy cái ấy, Đức Phật nhìn không ra, hả? Đúng không? Thì Đức Phật sẽ cứu vị trước. Không, thật sự thầy có nói dối, không, thầy không có bịa chuyện. Thầy không có bịa chuyện, trong kinh nói đàng hoàng. Rồi dạ. Số Phật tử cũng lớn tuổi rồi, gần 70, 70 mấy rồi, nhưng mà thí dụ như hỏi thọ Bồ Tát giới thì rất là sợ, là không biết là có phải ăn chay hay không. Hồi đó con có hỏi thầy thì, nhưng mà thí dụ như thọ Bồ Tát giới có bắt buộc ăn chay không? Nếu mà không thì những người đó người ta sẽ thọ đó thầy, còn bắt ăn chay người ta lớn tuổi rồi người ta ăn nổi một Phật sức khỏe cái đó là có một số người đó thầy, là Bồ Tát mà vừa muốn làm cho Bồ Tát mà vừa muốn ăn thịt chúng sinh thì nó cũng khó. Không, bây giờ thầy nói cho nghe, không phải nói giỡn. Nó giống như cái câu chuyện trong Trang Tử đó. Thấy không? Cái ông đó, ông muốn cởi hạt. Muốn tiêu diêu cởi hạt bay qua xứ Dương Châu. Con hạt thì nó mỏng mảnh hai cánh, coi như là chở người nó ra, nó muốn hè, muốn lè lưỡi rồi, phải không? Mà ông còn muốn đem bọc cái túi 10.000 lạng vàng nữa. Ông vừa muốn cởi hạt, ông vừa muốn có tiền nữa. Hiểu không? Thành ra con cạc, con hạt nào cởi không được. Cái bà này muốn vừa muốn làm Bồ Tát mà vừa muốn học thịt chúng sinh nữa, thì cái đó cũng hơi khó nữa nha. Nhưng mà không sao, Đức Phật có phương tiện. Bởi vì Đức Phật, bởi vì nó kêu là từ bi. Cái mình giới mà trong ba
Thật sự Bồ Tát giới nó có 3-4 bộ Bồ Tát giới, là không phải một bộ. Cái bộ mà thông thường nhất mà được truyền sớm nhất đó là bộ Phạm Võng. Tức là thường thường các vị mà xuất gia đó, họ đi thọ giới có 3, tức là tam đàn thọ giới, tam đàn đại giới. Tức là mặc dù quý vị vào trong đàn đó, bên Việt Nam như bên Đài Loan, thầy thọ bên Đài Loan đó, thì đầu tiên là thọ giới sa di là đệ nhất đàn. Rồi đệ một tuần lễ sau, là hai tuần lễ sau là thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni là đệ nhị đàn. Rồi từ cái còn một tuần nữa thì họ vô bộ đàn Bồ Tát, rồi đàn cuối cùng là đệ tam đàn, tức là thành Bồ Tát giới. Đàn Bồ Tát thì có tam đàn đại giới, hiểu không? Thì cái đàn thứ ba đó luôn luôn là Phạm Võng. Vậy thọ Phạm Võng là truyền thống, nhưng mà còn hai cái bộ ba bộ của Bồ Tát khác đó, là thứ nhất đó là Tại Gia Bồ Tát. Tức là thường thường quý vị bây giờ quý vị các cái thầy trò truyền cho quý vị Tại Gia Bồ Tát giới đó, mà một cái là Du Già Bồ Tát giới đây, Tuệ Sĩ nữa không, thấy không? Tôi thấy cái nhà Tuệ Sĩ này có công lao Việt Nam, Phật giáo Việt Nam biết bao nhiêu. Quý vị không, không quý vị không có không biết được tên mà không không biết ngài nói gì. Ông này cái vị này đó là cái trí tuệ rất là sâu, biết rất là thông, mà diễn chương rất là hay. Hồi nãy thầy nói sáng thầy nói thông thạo mười mấy thứ tiếng luôn, Đức, Ngực, Nga, Tàu cũng biết hết trơn hết trọn, chữ Hán rất là thông. Ông thầy Tuệ Sĩ nên người Đức không thầy? Ông có Đức không? Sao? Ông thầy Tuệ Sĩ không Việt Nam chứ? Ông mà ông ở Đức bây giờ không thầy? Không, ở Việt Nam mà. Phải không? Thầy cũng biết nữa. Già rồi, bà Thượng rồi, bảy mấy rồi. Sinh năm 44. 77 rồi. Sinh năm 44 lớn thầy 10 tuổi. Mà sẽ sinh bên Lào, giờ sẽ về Việt Nam hồi năm 71 cái gì đó. Thì cái bộ thứ ba đó, Bộ Tam Giới, Du Già. Rồi bộ thứ tư đó là bộ đó là cái là Bồ Tát, Bồ Tát là cho người xuất gia thôi, không có cho người tại gia. Thì trong bốn bộ Bồ Tát đó thì cái bộ Phạm Võng là cấm ăn thịt, là ăn ngũ tâm, không được ăn thập thịt và không được ăn ngũ tâm. Thành ra cái nếu mà nói thọ Bồ Tát giới mà không ăn thịt đó thì chỉ có bộ đó thôi. Còn bộ Du Già, bộ tại gia tạm thời cho phép. Mừng chưa? Ai ai mừng không? Làm Bồ Tát mà được ăn thịt, nhưng mà phải đôi có điều kiện là tam tịnh nhục thôi nha, giống như mình ngũ giới đó. Tức là tự mình không sát, không phải không nghe, không bảo người khác sát và không nghi người khác sát thì mình ăn. Giả sử không thì mình vô mình ăn chay, cái tự nhiên có bạn mình tới nhà có thiên nhiên dọn lên gì thịt gà, còn trong khi sao hồi nãy mình thấy vô mình thấy con gà nó còn chạy cái tay tăng tăng dần, không thấy con gà nó đâu nữa, mình thấy có gì thịt gà luôn lên, chắc là giết thì mình ăn là gì nữa thì không được ăn đâu. Nghe người khác giết thì mình không được, đừng mình không được giết, mình không được giết người khác, mình ra thịt cho tiệm ăn thịt mua thịt thì Đức Phật cho phép. Tại sao vậy? Tại sao Đức Phật thông cảm? Là bởi vì cái tập khí ăn thịt của mình nó quen rồi, bỏ không được. Thành ra nếu mà nói như vậy đó, các Bồ Tát, các vị Lama bên Tây Tạng thọ giới này nè, thọ giới Du Già nè, mà thầy rất thích bộ này là hay nhất trong các Bồ Tát. Thầy có viết, có dịch cái Bồ Tát, Du Già Bồ Tát giới, thầy có viết sớ giải, nó có dịch sớ giải Bồ Tát, rồi thầy dịch cũng không biết bao nhiêu cuốn rồi. Vậy nè, nói chi tiết ngày sau có ba nói rằng là giảng thích định, thì cái giới này nó không có ổn thực, không bắt buộc phải ăn, không ăn thịt. Thì tại sao các la ma ăn nặng vậy? Họ ăn dắt đó, mấy con bò đó. Rồi họ nói là tại tìm được cái cũng khai duyên thì bởi vì bên Tây Tạng á, núi toàn là đất tuyết không à, làm sao có chỗ nào thì nó bò. À, không phải làm sao trồng trọt. Thì nó tạm thời phải dùng con đồng cỏ thì bên ăn, mà trồng trồng lúa thì không được. Nên tạm thời cho ăn mở duyên ra khai duyên cho ăn thịt. Nhưng mà nếu giả sử họ xuống núi rồi đó, mà họ phát áo cà sa nữa thì cũng phải nên bỏ đi, bớt đi. Nhưng mà họ quen rồi họ bỏ được. Họ quen, cái gì nó quen rồi bỏ được. Không phải là họ có cố ý, họ tàn ác ác gì, nhưng mà cái thói quen khó bỏ lắm. Giống như uống rượu vậy đó. Uống rượu hay là hút thuốc cũng khó bỏ lắm mà, không giỡn đâu. Nó thành thói quen, thì ta cũng thông cảm, thấy không? Rồi bố Phật, thì đại khái thì bây giờ đến như đây đi. Nếu mà thầy giảng nữa thì cho Linh không biết bao nhiêu kỳ nữa. Thì đại khái là muốn nói với mình nghe
là có một cái vị Bồ Tát như vậy. Thì để người biết, thì cái cuốn cái kinh mà kinh Tháng Ban giảng ký này cho thầy dịch từ Ngài Ấn Thuận đó, thì để thầy đọc cái bài giới thiệu cho vị nghe ha, cho biết nhau. Rồi cái xong mình kết thúc ở đây, rồi hẹn là đến tháng 10 phải không? Thì thầy trở lại tháng 8, tháng 9 thì có dị giảng hơn hai nơi, ở bên một cái ở bên Illinois, như bên Cali, thì thầy không đến đây được. Bây giờ thầy đọc cái này cho nghe. Lời dẫn, đó là thầy dẫn vào cuốn kinh của thầy dịch đó. Kinh Thắng Mang, là cái tên này là Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Tức là tự nói bà Thắng Mang. Thầy nãy thầy đọc đến đây đó, là mới phần đầu của bà đó. Đến phần sau mới biết là cái chuyện bậc khủng khiếp vô cùng. Khủng khiếp vô cùng. Cái bộ kinh này rất là khó hiểu. Đến bây giờ 20 năm, 10 thời gian, mười mấy năm mà thầy vẫn chưa thông nhận hết. Cho nên trí tuệ kia là khủng khiếp. Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa. Tức là kinh này nó là Nhất Thừa, Đại Phương Quảng. Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, gọi tắt là Kinh Thắng Mang, là một bộ kinh đại thừa, tuyên dương giáo nghĩa cơ bản của Như Lai Tạng. Tuy không phải là một bộ kinh có tầm vóc lớn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Lăng Già, Di Ma Cật, vân vân, nhưng bộ kinh này quả thực có một tầm vóc lịch sử vô cùng quan trọng. Nó đánh mốc một cái lịch sử là đưa người nữ, thật sự người nữ tại gia đến đường bình đẳng với lại các thánh A-la-hán. Đứng giảng một bộ kinh đàng hoàng chứ có rút rè lấp ló như tiểu long nữ hay là thiên nữ ở trong kinh Di Ma Cật, mà rõ ràng đứng ra trước Đức Phật, mà Đức Phật không giảng cái gì hết, chỉ có thiền tài. Bộ kinh này từ lúc được phiên dịch bởi Ngài Cầu Na Bà Tà La vào đời Lưu Tống, tức là khoảng năm 435, cho đến thời kỳ giáo lý đại thừa phát triển cực thịnh vào đại đường, đã được rất nhiều vị cao tăng ở Trung Hoa như các nhà Cát Tạng, Tuệ Hiển, Phi Cơ vân vân cực lực xiển dương. Đó là thời Thạnh Đường đó, lúc đó Phật pháp nó tuyệt đỉnh. Phật pháp nó lên cực, cuộc bị ông kia là Đường Võ Tông, ông làm một cú là Phật đạo Phật đảo lộn luôn, mất nghĩa là cũng như tuyệt, nghĩa là kiệt quệ luôn, không lên nổi nữa. Lúc đó Đường Võ Tông làm vua có 4 năm mà 6 năm mà đến 2 năm sau đó, đến 2 năm cuối ông mới bắt đầu tàn sát Phật giáo. Thì trong lịch sử là ông phá hủy 47.000 ngôi chùa. 47.000 là chùa, không phải là chùa này đâu, không phải kiểu này đó. Chùa là cỡ như là tự bự đó, giống như Phật Quan Sơn rồi đó. Người đầu họ không xây chùa nhỏ nha, họ không thích chùa nhỏ, họ phải xây chùa bự à. Ít ra phải 500 người trở lên á. Mà 47.000 ngôi chùa vậy. Và ông bắt 2 triệu tăng ni hoàng tục, không thông giết. Ông có nộp cả 2 năm mà cái ông bị phát điên chứ. Nên ông này phá, cực kỳ phá hoại Phật pháp, cái khủng khiếp như thế. Rồi tương truyền thánh tử Thái tử Thánh Đức ở Nhật Bổn, người đã nâng Phật giáo lên hàng quốc giáo, cũng đã là một quyển chú sớ cho bộ kinh này. Theo sự hiểu biết của người dịch, dựa trên những tài liệu giảng giải thu thập được như kinh Thắng Mang giảng ký của Ngài Ấn Thuận, Thắng Mang giảng luận của Hòa Thượng Tuệ Sĩ vân vân, thấy rằng bộ kinh này tuy vẫn chưa được lưu truyền rộng rãi trong hàng Phật tử Việt Nam, nhất là tại hải ngoại, nhưng trên phương diện lịch sử nó đã là một dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển tư tưởng Phật giáo Đại Thừa ở Ấn Độ. Trong lịch sử tôn giáo của nhân loại từ xưa đến nay, người tại gia, đặc biệt là người nữ, đã đóng một vai trò rất là thứ yếu, tức là quan trọng. Ở đến chùa thắp cây nhang, hay là bưng cái cây, hay là nấu chút đỉnh đến cúng chùa cầu phước. Vai trò người nữ rất là coi là rất là thấp kém. Không có cái nơ ba nữa. Ngay cả trong Phật giáo thời kỳ đầu, tuy cũng đã có những người nữ chứng đắc quả vị A-la-hán, nói lên những bài kệ bày tỏ sự giác ngộ của họ, nhưng chưa bao giờ có một người nữ tại gia, một vị hoàng hậu trẻ tuổi của một mà có được vinh hạnh đứng trước một vị giáo chủ, ở đây là Đức Phật, để giảng một bộ kinh đại thừa có ý nghĩa thâm sâu uyên áo như vậy.
Những người học Phật, nhất là người nữ tại gia, ít khi nào chịu khó hoặc để ý học hỏi những giáo nghĩa thâm sâu của Phật giáo Đại Thừa, mà phần lớn đã chú trọng quá nhiều đến phương diện tín ngưỡng, sùng bái, van xin, lễ lại. Người nữ thường có mặc cảm về thân phận thua kém của mình, cho nên đã an phận trong những vai trò phụ thuộc mà không dám bước ra gánh vác những vai trò quan trọng trong sự nghiệp hộ trì chánh pháp, mà trong kinh này gọi là nhiếp thọ chánh pháp. Phu nhân Thắng Mang vì muốn nêu tấm gương sáng cho hàng phụ nữ, cho nên đã đứng ra trước Đức Phật, dõng dạc, oai nghiêm, cất lên tiếng rống sư tử, bày tỏ sự sẵn sàng hy sinh, hiến dâng tất cả thân, mạng và tài sản để nhiếp thọ chánh pháp. Không những thế, Thắng Mang, một vị đương kim hoàng hậu, mặc dù có khả năng diễn đạt một cách khẳng khái và quả quyết sự hiểu biết sâu xa của mình, nhưng lại là một người có đầy đủ cung cách của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Biết mẫu nghi thiên hạ không? Là người mẫu, người mẹ mẫu cho toàn quốc, toàn dân của thiên hạ, cái là mẫu nghi thiên hạ. Phải xứng đáng cái cung cách của người mẹ của chúng sanh. Cái là pháp mẫu, mẹ của pháp. Khiêm tốn, khoan dung, thông cảm và thương yêu tất cả chúng sanh. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong những lời phát nguyện của phu nhân, như đối với các bậc tôn trưởng, con sẽ không bao giờ khởi tâm kiêu mạn. Đối với dung nhan mà những tài vật của người khác, con sẽ không bao giờ khởi tâm ganh tị. Nếu có thọ nhận vật gì đều là để thành thục các chúng sinh nghèo khổ, vân vân và vân vân. Thắng Mang phu nhân là một hình ảnh tuyệt vời của người nữ lý tưởng, biểu hiện một đức tính nhu hòa, thân ái, thương yêu, cứu độ chúng sinh với tất cả những phương tiện mà địa vị của mình cho phép, không bao giờ nhàm chán, không bao giờ sợ hãi. Đức Thế Tôn đã nhận biết điều này, cho nên đã thọ ký cho phu nhân thành Phật với một sự kiện thích thú là phu nhân sẽ lưu lại trong sinh tử vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Bà này, người này không có không thành Phật liền, sẽ ở đây với chúng ta rất là lâu. Làm tự tại vương trong hàng trời người để hành Bồ Tát Đạo, và sau đó sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Quang, mở mặt có cùng một ý nghĩa với Vô Lượng Quang, tức là ánh sáng trí tuệ bủa tỏa khắp mười phương thế giới để dẫn dắt tất cả chúng sinh quay về với chánh pháp Đại Thừa. Một vị Bồ Tát tuy luôn luôn sử dụng những phương tiện thiện xảo, từ ái, luôn luôn sử dụng những từ ái như bố thí, ái ngữ, vân vân để nhiếp thọ chúng sinh, thế nhưng nếu gặp phải những chúng sinh can cường khó độ thì Bồ Tát cũng sẽ không ngần ngại dùng những biện pháp cứng rắn để chiết phục. Chẳng hạn như đối với các chúng sinh đây nào, bà nói là đối với các chúng sinh ngoại đạo chấp chặt các giáo thuyết sai lầm, đi ngược với chánh pháp, tập nhiễm hạt giống hủ bại của ngoại đạo, những hạng người ấy cần phải được chiết phục bằng sức của vua, sức của trời rồng quỷ thần. Nếu mà cần biện pháp giữ, tôi cho anh làm giữ, thấy không? Cho nên nếu mà nghe nào anh tiếp tục tiếp phá hoại chánh pháp của tôi sẵn sàng dùng cái thân mạng của tôi đi đổ mạng nhân, thấy không? Thành ra trong cái hộ pháp Bồ Tát có những người nữ rất là mạnh, giống như là mấy cái La Sát nữ ở trong kinh Pháp Hoa, nhớ không? Khi mà tuyên bố mà ủng hộ kinh Pháp Hoa, người nào mà đụng đến vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa này, con sẽ đập người đó cái đầu bỡ làm bảy phần liền. Đâu phải người nữ lúc nào phải nói những câu nhẹ hơn đâu. Bởi vì lúc đó không biết tụi đó là tụi lì, không biết nghĩ, thì đập liền rất khác, không có nói chuyện gì hết, không nói chuyện phải trái đó. Đó mới là đại đại trượng phu. Chứ đừng thấy người nữ phải hiền lành nó. Không có đâu, đến cần mà đứng ra thì không có thua gì đâu không. Sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình cho tập pháp cho chúng sinh. Bởi vì khi gặp mình chọc động, mình tự nhiên thầy sẽ ướt cái mắt, cái vụ gì. Tại sao mình không làm được như vậy? Bởi vậy, mình mang tướng là trưởng phu đàn ông, mà rốt cuộc mình thấy nhúc nhúc nhát nhát, đồng khi những người nữ có thể nói những câu như vậy. Chiếc phục tức là sẵn sàng dùng những biện pháp mạnh mẽ, hung tợn khiến cho đối phương phải khiếp sợ đến độ phải thần phục mới thôi. Giống như Diệm Vương Đại Sĩ Hóa Thân Bồ Tát Quan Tham hiện ra đại lực quỷ để chiếc phục những quỷ thần hung ác. Một điểm quan trọng khác, tại sao Đức Phật lại chọn phu nhân Thắng Mang để giảng thuyết về giáo pháp Như Lai Tạng? Để nghe hiểu nè, tạng ở đây có nghĩa là thai tạng, là chứa những bào thai là đây, là Phật, đẻ ra Phật.
có công năng bảo tồn và sinh trưởng. Đây là vai trò quan trọng, đặc biệt chỉ có người nữ mới có thể đảm nhiệm và phát huy. Người nữ trong vai trò làm mẹ là một địa vị vô cùng quan trọng trong việc sinh sản và nuôi dưỡng những đứa con, biểu trưng cho sự nhiếp trì, dòng sinh tử tương tục không gián đoạn. Nhưng đồng thời người nữ là đại biểu cho căn bổn trí, tức là trí tuệ vốn có của chúng sanh. Hơi nóng hả? Chắc là cứ bán hết chút. Căn bổn trí, tức là cái trí đó từ cái căn bổn, cái trí căn bản của mình, tức là nó mới sinh ra phương tiện. Tức là nếu không có bạn căn bổn trí thì không có cái phương tiện thiện xảo nào hết. Phải không? Rồi. Nhà tâm linh Eckhart Tolle trong một nhận xét chính xác. Nên là ông đó từ đây thầy đọc đàng hoàng, thầy dịch bằng tiếng Anh đàng hoàng. Người nữ dễ dàng ngộ đạo hơn là người nam. Tin được không? Tại vì họ tại vì người không muốn ngộ đạo thôi. Quý vị không muốn ngộ đạo thôi à. Đó là lỗi quý vị chứ không phải lỗi ở Phật pháp. Tại vì tôi nghĩ là học cái gì không đồ mẫu đạo được, nó tự nó che, mình thử mình lấy từ mình che lên cho mình đi. Mà phải tin mình mới được chứ. Mà ngày hôm nay là cái người Tây Phương họ nhận rõ ràng chứ đâu phải thầy nói chuyện đó. Cho nên người nữ có thể đại biểu cho Như Lai Tạng có hai công năng. Số 1, chứa đựng duy trì tất cả phiền não nhiễm ô. Trong khi Như Lai Tạng nó có cái phiền não nhiễm ô, phải không? Nhưng đồng thời cũng chứa đựng tất cả hạt giống giác ngộ. Cho nên nếu chúng ta nghiên cứu quyển kinh Thắng Mang Giảng Ký này một cách đứng đắn và nghiêm túc, nhất là phần quyền luận, thì sẽ thấy rằng chỉ có Phật pháp Đại Thừa mới có thể đề cao và phát huy vai trò của người nữ đến trình độ tuyệt luân, mà trong lịch sử của nhân loại không có tôn giáo nào có thể sánh kịp. Trong những điều đó không có tôn giáo nào có thể nói bằng Đại Thừa cho cái người nữ lên đến địa vị, không còn địa vị nào có thể nhất ca được nữa, là mẹ của các pháp, là mẹ của chư Phật. Hiện nay thì cũng có những phong trào gọi là giải phóng phụ nữ, nam nữ bình quyền vân vân, nhưng thật sự họ chưa hề đá động đến tính chất giác ngộ và siêu việt của người nữ, mà chỉ lẫn quẩn chung quanh những đòi hỏi tầm thường của những người thế gian đầy phiền não. Hy vọng trong tương lai khi Phật pháp Đại Thừa có cơ hội truyền bá rộng rãi đến khắp các vùng giai tầng của một xã hội, thì những người quan tâm đến việc đề cao địa vị bình đẳng của người nữ sẽ tìm được một ý nghĩa cao thượng hơn trong việc tranh đấu thì nữ quyền. Bây giờ họ chỉ cầu ba cái tầm thường dành đàn ông rồi, mày lên đài đấm đánh cũng được, tao cũng lên đài cũng đánh đấm, ví dụ vậy. Thì cái tướng hung dữ của người nữ để làm cái gì? Hai bà đánh nhau bốc tóc rồi mới là hồn máu me tùm lum, có hung dữ hai con la xét, có cái gì là hay đâu, bình quyền chỗ nào? Nó làm trò cười cho mấy thằng đàn ông ngồi ở dưới. Lên nó trả thù một cái, nó coi hai con đàn bà đánh nhau trên đó máu me đùng đùng, nó cười vậy. Mình không biết mình làm trò hề cho con đàn ông mình nhồi máu nói mà đó là bình quyền là cái gì? Đúng là không có trí tuệ. Nó đem mình ra nó làm trò hề, mình nó đã làm nam nữ bình quyền. Thấy không? Bởi vì phải hiểu được cái này mới được, chứ không phải nam nữ bình quyền là nó làm cái gì mình làm cái đó. Tại sao mình không làm những cái gì mình mà đàn ông làm không được? Có một số phụ nữ học Phật Âu Tây hiện đang rất khoát khoải với vấn đề người nữ thành Phật, như Diana Paul, dịch giả bản tiếng Anh The Sutra Queen Shimala of the Lion Roar, tức là kinh Thắng Mang đó. Của kinh này đã nêu lên thắc mắc mở mặt toàn thể giọng điệu của quyển kinh, trong đó Bồ Tát là người hộ trì giúp họ và là bà mẹ Phật pháp từ bi, đã gợi lên hình ảnh của người nữ. Câu hỏi được đặt ra là người nữ có bao giờ được chấp nhận là có thể thành hoặc sẽ thành Phật hay không vẫn chưa được trả lời. Và thắc mắc nhiều, ủa tại sao không thấy được người nữ là thành Phật? Rồi một đây, lại có một người nữ tu người Anh là bà Tenzin Pomo, tu theo một dòng phái Tây Tạng, đã phát nguyện thành Phật trong thân tướng người nữ. Và nói trong tương lai ta sanh Phật chứ trên thân tâm nữ dư thừa. Bây giờ ta nhận xét thầy nè. Nhưng theo cái nhìn của người dịch đó là thầy á, vấn đề được nêu lên ở đây là dư thừa, bởi vì Phật pháp ở bất cứ thời đại nào vẫn phải tùy thuận theo thế gian pháp. Đức Phật phải giáng sinh vào một cõi nước như vậy, trong một thời đại như vậy, nếu ngài muốn cho giáo pháp được duy trì phát triển và lưu truyền
thì ngài vẫn phải tùy thuận tập quán và phong tục của thời đại và địa phương ấy. Tức là bây giờ ngài sinh ra Ấn Độ 2600 năm về trước là cái xã hội trọng nam khinh nữ. Bây giờ thí dụ này, ngài hiện là người nữ thành phần được không? Không được. Ai nghe? Lúc đó ngài là ngài ngồi ra mình ngài đến đâu nó chế diễn mà mình nhiều khi nó lại dùng cái ô hộ nữa, nó làm dục nữa, nó dụ vậy. Là sao phải thể hiện thống hoàng tử? Thống bà la môn đó là thị hiển thôi à. Hiểu không? Không hiểu gì hết. Những sự mô tả trong kinh điển, dù là trong kinh điển đại thừa, cũng vẫn phải tuân theo quy tắc này, mặc dù trên mặt hình thức có vẻ câu nệ. Như trong kinh Pháp, Hoa, ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ, nếu việc đọc kinh Pháp Hoa biết đoạn này, thân nữ có năm điều trước. Một là không được làm phạm vương, hai không được làm đế thích, ba là không được làm ma vương, bốn không được làm trưởng lương thánh vương, năm là không thể thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất khẳng định như vậy đối với Long Nữ, thấy không? Nghe qua có vẻ như mâu thuẫn với sự ca ngợi tính chất nam nữ bình đẳng của đại thừa, nhưng thật ra đây chỉ là thuận theo tập tục của thời đại và địa phương mà nói như vậy. Vì sao một vị Bồ Tát tối hậu thân khi đã chuẩn bị thị hiện thành Phật thì có thể tùy thuận chúng sinh mà thị hiện bất cứ thượng tướng nào để đem sự an lạc bình ích cho họ. Không có câu nể nam nữ, là chỉ là thân thôi, một cái thân thôi à. Thân nữ hay thân nam đều chỉ là huyễn tướng. Giả như Bồ Tát muốn thị hiện thành Phật trong một thế giới có thể chế mẫu hệ, trong đó người nữ có quyền uy, có uy tín rộng lớn, được mọi người kính nể tuân hành, thì dĩ nhiên lúc đó ngài sẽ thể hiện thân nữ để thành Phật. Có phương tiện thiện xảo thôi, không có nam nữ gì hết, không có chấp nam nữ được. Chứ trong cái thế hệ nó đã trong cái tụ trọng nam khinh nữ thì thể hiện nam làm thân nữ sẽ bất lợi, trừ phá không được thì phải thể hiện thân nam. Nhưng mà giả sử thế hệ chuyển thành một thế hệ mà mẫu hệ rồi, người nữ có quyền uy nói rằng là ông chạy ra đe, thì lúc đó ngài thể hiện nữ. Thành nữ hay không, không có quan trọng đây. Tất cả đều chỉ là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát để lợi lạc chúng sinh mà thôi. Còn như nếu quá khăng khăng cố chấp là phải thành Phật dưới hình tướng người nữ hay người nam, thì đây vẫn là một loại thân kiếp. Mấy người đó vẫn còn chấp vào hình tướng. Nó sao phải thành nữ và thành nam? Không phải là bắt buộc phải nữ hay nam đâu. Thấy không? Rồi. Và như vậy không thể nói đến vấn đề giải thoát huống chi là thành Phật. Hành giả học tập Phật Pháp Đại Thừa cần phải có một thái độ khách quan và cởi mở. Đây là điều tốt quan trọng, còn tất cả sự kiện khác đều chỉ là một sự tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh trong cái phổ hiền hạnh nguyện. Thấy không? Tức chúng sanh thích người nữ, hiện thân người nữ. Chúng sanh thích thân người nam, hiện thân người nam, vậy thôi. Thấy không? Rồi. Học tập kinh điển đại thừa là để nâng cao trí tuệ và lòng từ bi, sẵn sàng cống hiến tất cả sinh mệnh tài sản để giúp tọa chánh pháp và phục vụ chúng sinh, chứ không phải chỉ là cố chấp vào các hình thức tín ngưỡng vái vang cúng kiến. Vị nào quá chú trọng cái này, nó là bị đi ra sai đường và phán pháp cái này, chỉ là phương tiện thôi để dẫn dắt. Vì là mục đích của Phật pháp là văn tư tu giới định tuệ, trong có gì khác hết. Đại thừa hay tiểu thừa cũng nói câu đó rồi. Nhưng mà tại sao Phật Pháp Đại Thừa có nhiều phương tiện thiện xảo hơn, giống như người thế gian? Tại sao vậy? Để thích nghi cái quần chúng lúc đó, nó theo Bà La Môn quá nhiều thì phải thuận theo cái tập tục của Bà La Môn để làm dẫn dắt họ vào Đại Thừa, phải không? Cũng như bây giờ, ví dụ như Phật Pháp mà truyền qua bên Trung Hoa cũng vậy. Tại sao bây giờ các thầy mặc đồ này nó phải đồ Phật đó, đồ Tàu. Hồi xưa đồ nó có mặc cái này, nhưng mà nếu nói cái niệm Phật Pháp thì không phải. Cái này chỉ là hình thức biến dạng thích ứng với tâm lý người tội thôi à. Chứ đừng nói ông mặc cái này là không phải là thờ, không phải là Phật giáo, nó chuyện vô lý. Phải không? Ví dụ như mốt 200 năm nữa là các thầy mặc đồ Tây rồi đi ấy rồi, thì lúc đó rồi nó sao? Thích ứng với Tây phương. Vậy thôi à, có vậy thôi à. Rồi có một cái thầy đọc một đoạn nữa, cán ghi nhận chút thầy chút. Đây nè,
Phật pháp đại thừa chủ trương giải phóng tất cả chúng sinh ra khỏi màn lưới vô minh bao trùm bởi những quyền lực ma quái đầy hắc ám của một thế giới đang điên cuồng trong những sự hưởng thụ và cạnh tranh vật chất. Thành ra thời đại này là thời đại của Phật pháp đại thừa nếu được tin tưởng. Thời đại mình thấy cái mình và người ta rất là quan hệ với nhau, gần gũi với nhau, mà dùng sao ảnh hưởng họ để đưa được họ, làm sao họ phục vụ nhau, đem chúng sinh an lạc. Muốn học tập Phật pháp đại thừa, trước tiên cần phải thiết lập một ý hướng cao thượng, tức là cần phải phát bồ đề tâm, dùng dũng mãnh phát nguyện độ tất cả chúng sinh và y theo những điều đã được phát nguyện mà tu tập. Rồi một Phật người dịch có một cảm nhận rất sâu xa đối với quyển kinh tháng ban này và hy vọng rằng những lời trình bày vắn tắt nhưng rất chân thành này sẽ có thể đánh thức được sự đồng tình và hưởng ứng từ những người bạn đồng tu đang tha thiết tìm cầu giác ngộ bằng con đường Bồ Tát hạnh, mở mặt hy sinh tất cả thân mạng và tài sản để phục vụ chánh pháp đại thừa và tất cả chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ Phật đến đây, hiểu không? Dạ. Thì nó nói là phương tiện. Đức Kinh Pháp Hoa xuất hiện vào thời đó thì người ta vẫn nghĩ là Thân Nam là thù thắng. Nhưng mà Thân Nam không phải là Thân Nam. Không, không phải là Thân Nam. Phá bỏ những cái cố chấp của người nữ đi. Ganh tị nè, đố kỵ nè, rồi cái gì đó ham danh cái gì đó, không thể không biết, thể không có chưa có tự, không có tự nghiên cứu kỹ lưỡng về người nữ, không biết. Chỉ vì thì cái việc chuyển ra cái tâm nó bỏ đi thì cái thành Phật thành người nam. Nam tức là trượng phu, trượng phu tức là xả bỏ những cái gì cố chấp của mình. Không thể biết cái đó là cái đức tính mà là cá tính. Cái cá tính đức là nó phải tao tốt mà được, còn để xả bỏ thì không có đức tính được, thấy không? Chỉ vì tự nhận xét tu tức là tự sửa đổi mình, thì cái đó phải nhận xét bằng cách nào? Học kinh. Một lời kinh tức là cái kinh nó giống như cái kiến mà nó rọi vào mặt mình vậy đó. Chứ không phải là kinh là để tôi lên để tập thuộc lòng với Phật, không phải. Một lời kinh đọc rồi mới không nên tham nha, không nên sân nha, không nên si nha. Thì phải cần sao quán sát mình có tham sân si không để sửa đổi chứ. Chứ còn đâu phải là học để Phật mai xoa đầu con từ đổi quá đi. Không phải vậy. Cầu phước cái đâu. Nếu mà về cũng có phước mà. Có chút chút cái công cái phước đời người. Nói như là Phật hôm nay thì nó cũng hơi nhiều. Thì cũng chưa nhiều nhưng mà chưa đủ. Thì thôi thì để cái có duyên làm tiếp. Thầy phải làm sao cho tất cả các người ở đây thọ Bồ Tát giới. Thầy khuyến khích. Không, thầy khuyến khích. Thầy quý vị đặt lòng tin cho mình. Cái bước đi đó, cái bước đi trên một hành trình xa đó, nó bằng một bậc bước thứ nhất. Nó bằng bước thứ nhất. Nếu không có bước thứ nhất thì sẽ không còn có thứ gì nữa. Quý vị đã từng gian khổ trong cuộc đời này, làm mẹ, làm bao nhiêu cái sự khổ đau, đi còn không sợ. Thì muốn chi là một tác. Không, thầy thật, không, thầy thật, đó là, vì sợ, đừng có, thầy nói là không có sợ gì hết. Chỉ có cái là mình muốn đi hay không à. Thấy không? Bây giờ tiếp tục nói, bây giờ cô một góc đi bộ từ chùa này xuống đi lên trên Illinois thì cũng sợ sợ, nhưng không sao, mỗi ngày cũng đi ba bước, ba dặm thì 1.000 ngày, 2.000 ngày cũng sắp hết. Khi con có tâm vô miếng đi là tự nhiên không còn gì đường đi, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó thì sao? Lúc người ngại núi nghe xong mình đi đọc ở đó hoài, mình ngại núi nghe xong rồi ai thèm cười cười ngại núi nghe xong nữa kìa, là thì tức, phải không? Không có ngại núi nghe xong gì hết, nghe không? Thầy Pháp Chánh. Thầy Pháp Chánh có cái búa đại sồi là sẵn sàng đập hết trước ngã dưới vị. Nếu vị có, thấy không? Thầy chỉ đập rồi. Rồi, thế vậy nha. Ê, quên nữa. Ê, ai nên cầm cái này, anh chưa, anh nên đưa cho, tặng cho cái này. Mỗi người tắm. Cái này về nhà đọc nha. Mỗi ngày cố gắng đọc chừng, ban ngày đọc lần cũng được. Dạ, anh coi có đủ không? Thôi cầm đi. Đây là cái, hầu như đưa. 10 đại thọ và 3 đại nguyện của phu nhân tháng mang. Cái đó thầy ép plastic đàng hoàng đó nha. Dạ. Sao con hỏi thầy để cho con biết.
mình có cái đường là Bồ Tát đạo hay là